nó ở bên đây có. Rồi nếu mà đậu trắng thì cứ bỏ cơm lên. Nông nông. Nông chưa? Này nông chưa? Nông nông phụ cho tôi để mặn. Không rồi phải không? Tôi phụ cho để mặn. Mẹ để bên đây cho nó đủ. Cảm ơn là hộp nhang á, bịch nhang đấy, trong đây đi bịch nước đây nè. Cái cảm xấu quá. Đốt nhang mỗi tuổi đốt nhiều càng tốt người lính. Ê bác đang ở đốt nhang trước không có cả tất cả những người đứng sau lưng hết đốt phải đốt một lượt chứ không có người nào mà đốt trước. Okay, rồi đứa nào mà lấy gói nhang này đó. Lấy sáng nay em quá mấy anh nào đốt đèn cây vô kìa. Không có cái gì đâu đó. Đâu nhưng cái lấy cái gì đó. Không có tựa. Lấy nhang ngồi qua được. Con ngồi qua hết. Chưa? Hấp chưa? Cái con ơi. Lên là đưa lại về không rồi đó. Không phải nhang rồi đó. Ở kế cái hình ghế sư phụ bên đó qua bên này để qua này giùm chị. Mua qua này giùm chị nó tan quay. Nhang mình trời á. Ở ngoài sân đó là thường mình đốt loại nhang này cháy lâu. Tại vì mấy vị trong không phải luôn. Cái loại đó. Okay. Thì nó cháy lâu, tại vì mấy vị đứng ở đây cần okay. Đây còn thấp. Còn mấy cái loại kia mình đốt đốt mấy cái này đi rồi phát cho người cây đứng sau lưng. Em mà muốn nổi tiếng em còn mấy đứa quay cứ quay nè. Cái cặp cho sư phụ. Rồi ok. Nam mô Di Đà Phật. Xin kính chào ngài A Hồ cai quản đó tiểu bang Houston Texas này từ Dallas Austin với Houston mà do ngài cai quản ở bên cõi vô vi. Cộng đồng người Việt ở đây cũng rất đông. Thái tử hôm nay đầu hai lần người Việt thì cũng có duyên với ngài tiếp xúc với ngài rất là nhiều lần. Mong ngài gia hộ cho con của cha mẹ sống ở Houston làm ăn được thuận lợi, gia đình được hạnh phúc vui vẻ, mọi người mau có cái sự đoàn kết để mà gây dựng lại nước Việt, sắp sửa có một nước Việt mới cũng nhờ ơn của ngài. Hôm nay Thái tử qua đây để mà khởi bước đầu cho Houston Thiên Long Giang có màu sắc. Thái tử sẽ bắt đầu làm đường lộ và đem sự cha mẹ về đây. Thì buổi lễ hôm nay cũng là giao duyên bình thường. Mỗi chuyến đi qua đây Thái tử coi Thiên Long Giang cũng như Thiên Long Sơn giống nhau.
chẳng qua là vì bên kia nhiều công việc bề bộn thì lâu lâu sẽ thử quan là về 3 tháng hay về 3 tuần. Thì ở đây có thái tử ở đây hay là không có thì mong ngài cũng gia hộ cho các con của cha họ Thiên mỗi khi đến đây có những lời than gian tâm sự và mong ngài giúp đỡ. Thái tử có gia viên hay đồng tiền mặt âm mặt dương ở nơi này để giờ cái cổng lúc nào cũng sẽ mở, từ nay bất cứ lúc nào 24 giờ trong 7 ngày thì sẽ có nhiều người đến đây viếng thăm ngài, mong ngài quan hỷ vui vẻ. Thì buổi lễ hôm nay ngày 17/6/2023, thái tử cùng tất cả quý đồng hương ở Houston và những đứa con họ Thiên hôm nay đãi các ngài và chư tướng của ngài một buổi tiệc nho nhỏ, mong ngài cảm ứng chứng minh và gia hộ cho cộng đồng Houston đoàn kết và có cái mảnh đất này cắm dùi để phát triển một tinh thần dân tộc, một cái văn hóa và đoàn kết để hướng về đất mẹ trong tương lai. Bởi vì là Phật, ngài tuy không phải người Việt Nam nhưng mà ngài cũng là con của cha, cũng nhận định của cha xuống đây để mà gia hộ. Thì hôm nay tất cả mọi Phật thánh tiên về nước Việt thì ngài cũng gia hộ những đứa Việt Nam này. Thái tử thấy thời gian qua ngày rất là thương những đứa con của họ Thiên làm long quẩn ở đây, ngày đều phù hộ gia hộ từ những chiếc xe bị lục lọi lầy lái không ra, ngày đẩy cũng ra, rồi những lúc sự mầu nhiệm xảy ra ở đây rất là nhiều trong những thời gian qua, ngày rất là hiện hữu. Nhưng mà ngoài kia người Mỹ họ không có đủ phước, họ không có biết. Thái tử trước khi mua ở Thiên Long Sơn này, Thiên Long Giang này chưa từng đặt chân đến đây, nhưng mà ở bên kia mỗi ngày đều có giao tiếp với ngài, thì ngài có hứa sau này Thiên Long Giang sẽ là kỳ quan của du lịch, có hàng nghìn hàng vạn người về đây, là một cái Thiên Long Sơn thứ hai ở mảnh đất xa quê đất mẹ. Ngoài Thiên Cẩm Sơn núi Cấm có Thiên Long Sơn California và hôm nay có Thiên Long Giang ở Houston, là ba điểm chính mà Thượng Đế đã chọn. Thì ngày hôm nay ngài chủ mảnh đất này thì ngài có trọng trách rất là lớn, mong ngài gán quan hỷ vui vẻ bỏ qua hai cái thùng nhà cầu hôi nó tử về xa rồi chứ ngài không có thích. Hay là mà hôm nay thái tử mời cũng đông mấy vị trên trời xuống đến dự buổi lễ hôm nay nữa, thì mong ngài hưởng dụng và cảm ơn chúng mình. Tiếp tục luôn mấy cái này mất cái này nhưng mà con sợ không để rồi tử công thỉnh nhị long thần núi Cấm, Quỳnh Long, Thanh Long, Xích Long, Bạch Long, các vị thiên tướng, ngài Dương thiên tướng và các vị trên trời. Hôm nay thái tử là ở tiểu bang Houston, Texas, không phải ở Thiên Long Sơn, thì mong các ngài về góp về đây có buổi lễ. Buổi lễ này cũng mà chuyển thái tử qua thăm Thiên Long Giang, thăm các đứa con họ Thiên ở Houston và những quý đồng hương ở đây, và đồng thời có cái dấu thiên tâm rất là quan trọng ở trên trời. Các vị có về cũng nhìn cái dấu này mà nhận định vị xuống cho nó dễ. Thì công lao của rất là nhiều đứa con họ Thiên, thần Long, ai nữa, Vũ Trang, rất là trời nắng cả trăm độ, là trăm độ là có 30 độ C, 40, 40, 35 độ C,
Thế là đến nãy giờ đen thui rất là cảm động. Thì hôm nay có cái dấu hiệu này cũng là cái dấu ấn để giống như một cái embassy, một cái lãnh sự quán của cõi thiên ở nơi hạ giới. Thì mong các ngài về đây giúp đỡ các con họ thiên Houston và những người dân Houston làm ăn khá giả, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Để lữ công thỉnh vị Long Thần ở núi Cấm sang đây và các vị thiên binh thiên tướng và các vị gia hộ thái tử, xung quanh thái tử có bao nhiêu vị thì hưởng dùng cùng chung vui với các con họ thiên ở đây và ngài A Hồ cùng quân tướng của ngài A Hồ. Ngồi về Phật bài này không có tự ý nói, không quay chứ. Rồi mấy vị này trên trời cháu không được đâu, mấy này là mấy cái quân tướng của ngài A Hồ, này là mấy quân tướng của ngài A Hồ. Rồi mấy đốt nhang này xong rồi đi qua bển này chỉnh để cho mấy vị đừng có đụng nha mấy vị. Tại người chúng ta sống ở cõi ta mà này nha. Thôi mà quá. Tại vì nó rất là rẻ. À mua đó tiện á. Dạ. Chứ cái đó ngồi được nhiều người á. Dạ, mà gom lại khách như hai cái giỏ thay quá. Dạ, rất là tiện. Đó, anh, mình có nhiều cái Costco tụi con mới mua hai cái để cho sư phụ có thích không, nếu thích thì tụi con mua rất là nhiều. Quý bà con, quý vị ở thành phố Nghệ An hôm nay có duyên về đây thăm mảnh đất này hả? Không nghe hả? Không nghe, nghe không? Hello, nghe không? Ok, hôm nay chị có duyên về Houston thăm nơi này. Cũng có một số công nghiệp để cho cái núi này, chỗ cái vùng đất này bắt đầu để tự do đi vô đi ra sinh hoạt. Thì mua được cái nhà bên đây thì mình xử lý được cái vệ sinh, mình không có xài cái đó nữa. Thứ hai mình nấu đồ ăn được. Nhà đây nè là của Thiên Long Giang rồi, mới mốt phá cái này ra cái làm cái đường qua bển, trả tiền rồi chỉ cho mấy cái chủ nhà cũ dọn ra. Thứ nhất mình hiện giờ mình có nước, mình câu nước thì mấy cái sự sống có rồi, giếng nước nó có sẵn, điện nó có sẵn. Về tương lai mua một cái triple wide để làm cái ho, để có máy lạnh đâu á, để mình ngồi bên đó. Rồi đồng thời kiệt nhà có cái đệ tử này đó thì đem mấy xe cẩu qua để mình làm đường lộ đi xuống cái bờ sông. Ở dưới cái bờ sông nó có cái có cái nhà sàn rồi thì hả lớn hơn và ra đây đứng luôn cái xe lo hai đem vô có hàng lo nào lo cái tính lo nào đây qua đây nóng quá cồn nổ đi ra ở đây sao mà nóng quá trời rồi chuyện mình làm rồi tự có cha mẹ làm cái mặt trời của Thiên Long Giang thì làm cái foundation để mà đặt tượng lên. Thì bình thường thì mình có miếu Ma Hồ cũng rất là linh thiêng, ổng là giống như con tóc của tiểu bang Texas này em. Thì muốn tâm sự gì nãy tâm sự với ổng, bắt đầu có nhiều chuyện làm chứ mình mua để đây bữa giờ cũng lâu. Thì bởi vì mình thiếu nhân sự, mình thiếu những người có thiện tâm để mà phát triển cái nơi này lên. Thì hôm nay có được lớp con ở Thiên thì mình sẽ ra những cái
cái chuyện như mua cây trồng, cái cây magnolia đó là cây đó là xưa các chị về trên trời kêu con đặt cái cây đó là cây long hoa đi. Thì trên núi Như Long Sơn có 4 cây á, thì nó không có tên tiếng Việt, mà cái người nào dịch trên đó là không đúng. Mấy gì mới kêu đặt cái cây đó là tên long hoa. Thì tiếng Mỹ nó là mặt nó nè, nó cũng dễ sống ở vùng đất này lắm. Rồi, cái riêng mình á thì mình bắt đầu mình trồng, mình làm con đường từ đây nè, đi dài vô tới đó, tới cái bờ sông. Thì hai bên đó là cây, rồi trong tương lai mình sẽ xây một cái building thôi. Cái building để cho dạy về đạo, dạy về đời, dạy tiếng Việt. Mình từ từ sau này chờ trứng rồng nở, sẽ tự nhiên có nhiều người vô đây dành xây. Thì lúc đó chỗ này sẽ lên một cái điểm du lịch của người Mỹ và người Việt ở phía bên giữa, đây gọi là miền giữa nước Mỹ, là miền đông nước Mỹ ha, trung nước Mỹ. Thì tất cả những gì mà hôm nay chúng ta là những người đầu tiên đặt cuộc sỏi xuống mảnh đất Quang Du này, đồng quan này, sau này nó sẽ rất là giá trị và thành một cái một nơi mà nhiều người trên thế giới sẽ thích. Là gì đó? Là nơi này chúng ta có một cái tinh thần dân tộc đoàn kết và một cái phong tục chúng ta. Chúng ta sẽ có cờ vàng ba sọc đỏ, cờ chính nghĩa của các vị bề trên đã chọn. Sau này sẽ cắm lại dinh độc lập. Và chúng ta sẽ có những anh hùng dân tộc như ngày Trận Đạo, Bà Trưng, Bà Triệu, những người anh hùng. Mình làm một cái lịch sử ở đây, một cái thư viện bằng computer. Những đứa con cháu của các quý vị theo đó, nó ngồi nó đánh chừng tiếng là nó hiểu hết. Trong đó có luôn cả một cái lịch sử dân tộc 100 năm ôn nhục hèn nhát luôn. Thì mình phải khởi xướng ở đây. Đây nước Mỹ nó quá lớn, tiểu bang này thôi là lớn hơn nước Việt gấp 3 lần, Cali lại lớn hơn nước Việt hình như gấp đôi nữa, quá bự. Cho nên ở Thiên Long Sơn vẫn là cái điểm chính, ở đây là điểm chính thứ nhì. Thì những người mở thành tiểu bang lân cận có thể lái xe về đây được. Còn cái lồi chòi của để đẳng thì cái để im lặng, thôi về đẳng ngồi tự nhiên không. Con cái ngồi kỳ rồi ngồi gần bãi cứ bò đậu sao cứ bình thường. Mình lên mấy nó hãy thương ghét cái làm như là đừng thương sư phụ nhiều, thương cha thương mẹ kìa. Khi sư phụ rời khỏi thế gian không ai được thờ cúng hình ảnh này, không ai được khóc và cũng không ai được nhắc chủ quyền của họ Ngô, tại vì chỉ mang cái phải mang thức phàm thì lúc đó phải chui vô đúng ngày đúng giờ thôi, chỉ có cha với mẹ thôi. Tại vì thôi về trời cũng đi làm những cái nơi khác, những cái thành tinh khác. Còn dưới này cái họ Thiên sau này trùng trùng lớp lớp mà ngày nào cũng thánh. Ở trển tâm trí sao mà ngồi yên được. Khi tâm Bồ Tát đã từ bi rồi thì các đệ tử họ Thiên dưới trần á, mà cứ thánh có ngày từ việc nhỏ tới việc lớn, chồng tôi quýnh tôi tới chuyện mà con tôi nó bỏ học cũng thánh nữa, thì làm sao cho họ ở yên ở trển được. Thù chỉ ứa tất cả họ Thiên trên thế giới, sau này Hữu có về trời cũng không để các con đọa địa ngục. Chỉ suốt đêm mấy con về thôi, nhưng mà mình phải tự đúc rút đi, tự phải tu, tự phải có chánh nghĩa. Rồi khi làm quan chức á, là mình phải có lòng yêu dân yêu nước, chứ không phải yêu gia đình mình không. Rồi cho cá nhân, cho phe phái của mình, rồi trở đó mình thành người hèn, người yếu. Mình mới có dũng cảm. Thì sau này nơi này cũng giống như Thiên Long Sơn ở Cali sẽ có một cái trường đại học của họ Thiên, và cái gì thường nói sau này khi Đức Thầy cùng với hội sẽ lập lên rất là nhiều trường từ Việt Nam cho tới khắp mọi nơi, nhưng mà những cái nơi này nó đã có sẵn rồi đó, rồi những cái nơi chính để dạy học, dạy từ đời tới đạo,
những cái người mà ra trường từ những cái nơi mà của Phật Thánh Tiên dựng lên đó, Phật đều nhân tài lỗi lạc cho những thế hệ về sau. Về đây ngồi được chưa? Cái này nghe rõ chưa? Dạ rõ. Nghe được hả? Dạ. Hồi nãy mình nghe được. Đi tiếp. Ổ. Nạp thêm trăm mấy ếch cơ nữa. Để mà cái thiên long theo bây giờ là 500 ếch cơ. Sau này nó cũng có cái trường đại học ở bản. Mà ngay lúc này là quý vị biết á, tiền bạc 1.000 bữa nay là giống như 4-5.000 hồi mấy tháng trước. Nó không phải là những cái lúc mà làm ăn thuận lợi. Nhưng mà đạo là quan trọng. Mình không mua mình sẽ bỏ mất những cái mảnh đất lân cận. Cho nên những mảnh đất lân cận này nó bán không thể mua tiếp. Mua để cho ai thì ở đây mọi người có chánh kiến, có trí tuệ cũng biết. Cho con cháu những người họ thiên ở đây và của cộng đồng Việt Nam mình, giao cho họ đạo gì hay là họ có chửi thiên tâm, họ cũng những lúc năm tư họ cũng phải về đây ngồi dưới gốc cây. Rồi ông sân thần ổng cũng không có đạo gì, nhưng mà ổng là chủ nhà mình đó, thì cũng phải kháng ổng. Thì nếu ổng nghe đó, ổng hứa với thụ là giúp cộng đồng này. Ổng coi ổng cai quản hết tiểu bang Texas này, ổng được cha ấn chứng cho ổng, ổng ngồi ngoài. Xưa thì họ mua mảnh đất này đâu có cần bước qua đây đâu, ngồi bển hỏi ổng, và ổng những gì ổng nói đã xảy ra. Ổng nói sau này hàng triệu hàng tỷ người sẽ về trong nơi này. Mà đất này hồi xưa lúc đó chị ở bển cũng không biết gì, thì ngài mách báo rồi cái cha với mẹ mới kêu đi qua đây, con đi qua dùng miền Trung nước Mỹ để mà độ con với cha mẹ. Họ cũng giống như người Cali thôi, nhiều khi người Cali thì cũng một năm lỗi kiếm cận nó hơi nhiều, dân làm hai thác cũng khó độ lắm. Còn bên đây đứa nào con của mẹ cũng hiền hiền, hiền hiền quá cái bị quỷ nó giết, cho nên bùa ngải ở đây đầy hết. Thì gù gật cũng nhiều, nhưng mà bắt đầu theo họ thiên mà không có gù gật nữa. Rồi ông nhân thần á, ông Mã Hồ, ông Mã Hồ, tại sao ổng có nguyên một cái tiểu bang Texas lớn vậy? Ổng không chọn cái nhà của ổng, mà ổng chọn ngay cái chỗ mà cái nhà sàn của mình bển, cái gốc cây á là nhà của ổng. Thì quý vị cứ nghĩ thử, mà ổng ở đây hàng trăm hàng nghìn năm để ổng chờ mình, gọi là đất tìm chủ, đất linh thiêng nó vậy đó. Ổng ở ngoài, hôm nay mình làm nhà này ngoài cũng như cái nhà về cây xanh của ổng, ổng bay tới bay lui lẹ lắm. Nhưng cái nhà chính của ổng là cái cây mà ngay cái bờ nước ở ngoài đó. Cho nên mình ngồi đây chơi, nếu mà trời không nóng quá thì mình ra ngoài mình chơi để cho biết, xe chạy vô được hết. Còn nóng quá mình ngồi đây giao duyên chừng tiếng, tiếng rưỡi về. Yeah. Chúng ta đang ở vào một cái giai đoạn cực kỳ khổ, depression, buồn, buồn đủ thứ chuyện, buồn vì kinh tế, buồn vì nước Mỹ đối xử với những người chánh nghĩa không công bằng, buồn vì nước Việt mình hôm nay lâm vào cảnh bế tắc, không có đường để mà quật khởi trở lại. Bà con dòng họ mình ở bển đang mỗi ngày mỗi ngóng cổ trong ngóng chúng ta, coi những anh chị em con mình, mẹ mình ở bên Mỹ bữa nay có gọi về cho mình không, mỗi giây một, là vì họ cần có cái sự cầu cứu viện trợ. Họ không còn hy vọng ở chính quyền giúp họ nữa, tiền điện thì không có, việc làm không có, công ăn việc làm có mà tiền thì lên gấp đôi, tiền điện lên gấp đôi. Rồi công ty hãng xưởng thì nó rút hết. Mấy cái miền Tây bây giờ đâu có làm được ruộng lúa. Nước bây giờ ở bển cũng nóng, cũng hạn hán. Cho nên chúng ta có dư, và cũng không có dư nhiều như thời trước, thì có
có ít thì mình gửi ít, ít thì bển nó giật giá mỗi ngày tăng. Hồi xưa mình gửi nén 300 sống đủ, bây giờ nén mình không có 300 mình gửi xuống 200, 200 mà bển giật giá lên nữa chưa chắc sống đủ. Cho nên ở bên đây mình khổ, mình có khổ cỡ nào mình cũng sẽ không có cái chữ chết đói nha. Ở Việt Nam là sắp chết đói, đại chết đói sắp sửa xảy ra. Nói nhiều người bển không tin lời của Việt nói. Xưa giờ Việt nói là câu nào là 90-95% là trúng. Rồi Việt giải thích hôm nay luôn, lại lâu nay cũng không giải thích. Trên nói sau chiến tranh xảy ra, không có đường vận chuyển mà về nước Việt. Mỗi ngày nước Việt phải mua dầu, mua xăng để mà cho tất cả cái xăng có bán. Mỗi ngày nước Việt phải đi mua điện của Lào, là thằng Trung Cộng nó gom về hết, gì đó về cái tay của Tập Cận Bình. Con nút on và nút off, on là Việt Nam sống, con nút off là Việt Nam chết. Cả điện, cả cảng hải quan Lạng Sơn chở đồ ăn, mà nó ăn liễn sắm xong nó ngồi nó ăn ba trái cây, mình giống như lai xét vậy. Bữa nào nó không thích lai xét của mình là dân mình chết đói. Còn bữa nào ở Đài Loan hay là Nhật, Nam Hàn mà nó không cần người rửa chén mà mấy lao động của mình ở bển đó, là cũng đói ở bên đó. Đói bên đó làm sao gửi tiền về nước, chứ đâu phải đi qua mấy nước đó được học nghề ngọng gì đâu. Ở đây mình vô học mà vui học qua Mỹ mà được mở tiệm nail là mình có đại phước. Thì quốc gia mình là như vậy, dân tộc mình bây giờ nó buôn Lào đó. Đây mình nó mua điện của Lào sao mình hơn Lào được. Bây giờ Lào nó tao khôn mày, tao bán điện cho mày, đúng không? Nhục không? Nói ngồi lên mà nói mình là chống cộng đó. Nói sự thật. Thôi thì mình làm chuyện lớn được, mình làm chuyện li ti. Thì mình có Thiên Long Giang này, ít nhiều á, cái cộng đồng mình có một số người hiểu kịp, thương kịp thì mình nên đoàn kết. Còn cái số người kia đó, 220.000 đảng viên mà lâu nay Cộng sản gửi ra để phá tan nát cả những cộng đồng, nhất là cộng đồng nước tinh, làm lũng loạn, không cho người Việt phát triển, là 220.000 người. Trong đó cả những tăng ni, cả những tầng lớp, những đủ hết. Đó là con số rất nhiều như vậy. Để đưa nước Việt đến bỉ kịch. Thì lúc đó Đức Thầy, Đức Quỳnh Quốc Tổ là người lãnh đạo của cái màn này, cùng với cha với mẹ rất là từ bi, hãy kiệt xuống đây cùng Đức Thầy để mà một mình chống chọi bát dạ nguồn quân tám bề thọ định. Từ HO cũng không ưa kịp này, dĩ nhiên bên kia là không ưa rồi. Mình cứ chù và cho Bác Hồ giảng sanh thiêu đi về trời thì dĩ nhiên ta không ưa rồi, mình khỏi miễn bàn đó đi. Ở đây người của mình cũng không ưa mình. Rồi mấy ông thầy quốc danh thì làm hư hết một cái quốc gia. Mình nói chuyện thì mấy ông nói ô áo đời không có được đụng áo vàng. Ông cứ lấy cái luật cầu gì đó rồi ông đi làm như vậy. Mà trong khi ông đi gạt dân, một mặt thì lấy tiền của cộng đồng hải ngoại, một mặt thì là cho ru ngủ hải ngoại. Mục đích chính là nghe lệnh của bên kia để mà làm cho dân đừng có giống như mình dùng chữ đừng có đứng lên đòi ăn đi. Nói chuyện nhỏ nhỏ vậy mình hiểu. Mục đích mấy ông thầy chỉ là vậy. Nhưng mà họ không bao giờ ngờ họ đời cha ông nội họ đã bị gạt, tới đời họ cũng bị gạt, đời cháu cũng bị gạt. Bề trên nói sau này 220.000 người đó họ sẽ thức tỉnh và họ sẽ giúp con, giúp làm lợi một quốc gia hùng cường giàu mạnh. Thì lúc nào thường mỗi tuần hay tuần thì họp với mấy chi vị lớn, cái vị thường nói sau này á là tất cả chúng ta không có hận thù quốc cộng nữa, chúng ta phải lấy từ bi và quá giải cái quán hờn
và chúng ta đó phải nói tay nhau, người tài lớn thì làm chuyện lớn, người tài nhỏ thì làm chuyện nhỏ. Cái quan trọng nhất, một người không một có chữ nghĩa, không một kiến thức, chỉ có cái tâm biết màu trắng màu đen thôi, cũng giỏi hơn là một bộ trưởng ngày hôm nay nữa, biết chuyện đúng chuyện sai thôi. Không, cái phòng mô xe nó là chất độc, không được để gần biển, vậy thôi là mình cũng ăn tiền rồi. Thì sau này đó là lý do là lúc nào Kiệt cũng khuyên mấy đệ tử mà thiên á, nên tập kinh mà thiền để mà giữ cái tâm sáng, để sau này á cùng góp sức cộng với những người quay đầu để mà làm lại một cái nước Việt mới. Đó là thiệt, cờ vàng cờ đỏ ai nỡ bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước, đó là lời của Đức Thầy nói. Nên nhớ Đức Phật Vũ Sở xưa giờ nói câu nào đúng câu đó, không chặt nửa chữ, đó là lời của mấy vị nói. Mà bây giờ nhiều người không tưởng tượng ra làm sao có lá cờ vàng ba sọc đỏ là treo nước Việt Nam được. Vậy chứ lá cờ nào, lá cờ nào đủ uy tín để mà trong vòng một đêm mà Quốc hội Mỹ chuyển hướng về để mà thừa nhận, để nước Việt được hồi sinh ngay lập tức. Chỉ có lá cờ đó, nó đã có cái lịch sử của nó rồi. Nó chỉ tạm thời bị vắng bóng mấy chục năm, đó là chuyện bình thường. Vắng bóng không có nghĩa là chết, chết thì đâu có cắm ngay đầu đường này đâu. Nên nhớ quý vị, chết không có cắm đầu đường đó. Mà tới giờ bữa giờ nó cũ rồi, chưa kịp thay. Ở đây mình sẽ có kỳ đài nữa, kỳ đài trên đó. Rồi sau đó chị sẽ làm cái mộ, cái bia đó, à mình khắc tên hết. Ai muốn khắc cái gì hay á thì mình ra cái mộ bia. Về đây á, chỉ cần những người mà du lịch về Thiên Long Giang trong tương lai á, chỉ cần đứng chụp ngay cái kỳ đài với cái monument, cái bia thôi, thì là người ta cảm thấy một chuyến đi giàu cho cái vé là $5,000 á, người ta cũng vui nữa. Còn hơn là mua vé Việt Nam $1,700 á, nhưng mà về bển á, lúc mà mình xài gần hết tiền á, bà con dòng họ mình á cũng cà lớn, mình cũng thấy buồn khi lên máy bay đi về. Quý vị có cảm giác không? Đúng. Bây giờ con đem 20,000 là maximum đúng không? Mà mình xài với họ, mình đãi họ đã, tới ngày gần cuối mình hết tiền, cái dòng họ mình, anh em mình cũng lơ với mình nữa đó. Thấy vũ phàng không? Chỉ có cái mảnh đất Thiên Long Giang này á, là nó mới có tình người và không bao giờ làm cho bất cứ ai thất vọng. Đó là của chung của chúng ta. Cho nên hôm nay thì đứng đây để mà làm chút chút, và đồng thời hy vọng trong tương lai có những người mà có đạo nghĩa, có chánh nghĩa đó, phụ tay để mà xây dựng cái này lên. Một mình việc lo đủ thứ chuyện, bây giờ thì phải lo chuyện xa, chuyện gần, chuyện tới và chuyện chưa tới. Còn phải lo đi kiếm đồng ngân để mà xây dựng. Tuy là tài danh sắc thực thì bỏ, nhưng mà những cái đồng tiền chánh nghĩa mình cũng cần để mình làm cái đường lộ nè, mình xây cái hội trường nè, rồi mình đào giếng, mình đem điện đồ vô, nó mới có sự sống ở nơi này. Rồi mỗi năm mình có cái hội chợ Tết ở đây, rồi bình thường không hội chợ Tết thì mình có nhiêu đó mình chạy vô chạy ra, ai buồn gia đình nữa chạy ra Thiên Long Giang, ra ngoài đó bắt cái võng nằm ngủ giấc về cũng vui nữa. Thì nó rất là có lợi cho con của cha mẹ. Mình mất, có thể mất hết. Ngày mai tiệm neo đóng cửa, nhà hàng đóng cửa, ngày mai mình thất nghiệp, mình không có tiền trả tiền nhà. Nhưng mình đừng có để mất cái tinh thần của mình. Khi mất tinh thần mình sẽ mất nhiều thứ nữa. Còn về đây là chỉ có tinh thần lên thôi. Cái này nó rất là quan trọng với cộng đồng người Việt của Houston. Nhưng mà ngoài kia quý vị thấy nhiều lúc thì nhìn thấy rất là buồn. Buồn là gì? Những cái hội đoàn ở ngoài, những chùa ở ngoài, những nhà thờ ở ngoài, những cái tập thể ở ngoài, họ rất là, họ làm ao vậy. Họ nghĩ là họ giúp cộng đồng. Họ xây rất là hoành tráng. Họ không có giống đơn sơ như mình ở đây. Ở đây mình làm kiểu nào làm thì giơ tay, không bao giờ xin ai một đồng nào để gây quỹ. Sức còn bao nhiêu làm bao nhiêu.
chỉ xin cái phần gọi là công đức, nghe là làm cả phụ thôi. Ví dụ anh cần chót xanh thì tính giá rẻ với Thiện Long Giang, còn anh thợ điện thì tính rẻ một chút mà có tâm là được, chứ cũng không phải là không có lãnh đồng nào rồi sao về sống. Chứ mình không có gây quỷ, chết cũng không gây quỷ. Thế hệ này sau này để khi nào kiệt này nổi tiếng thì tự động á, mọi chuyện á, có gì sẽ hiểu. Hôm nay thì mình đang nói cái phần khởi đầu nó hơi khó khăn, nhưng mà mình cũng trời cũng cho, tự nhiên nó dành cho mình con phỉnh đất đầy che mát, khỏi tốn hội trường để đi mướn, rồi phải đi rent trước cũng mấy từng tháng, rồi còn phải theo giờ của nó nữa, giống như chạy xô vậy. Việc này không có bằng mấy cái người mà giải thiền NLG hay là thầy Pháp Hòa hay là Mưu Ma hay là Cậu Chính. Việc này không có lỗi lạc như mấy vị đó, cho nên mình có nhiều đây quý vị cũng thông cảm, ngồi dưới gốc cây. Nhưng mà mình vui đúng không? Hơi nóng chứ, tại cái mùa này nóng. Nên đúng là cái mùa bữa hổm là ngon nhất, không có nóng. Nhưng mà mình có tình người ở đây, mình thật ở đây, chứ không phải mình mỗi lần mình tổ chức một khóa gặp mặt nghĩa là người 500-300, mình không có vụ đó. Rồi vô đây mình đậu xe cũng không có tốn tiền. Thì lâu lâu qua đây mỗi lần có cái gì mới thì mình cũng phải làm một cái buổi lễ để cho cái dấu đó nó có cái sự mầu nhiệm linh thiêng. Mấy vị trên trời á cũng sẽ dùng cái nơi này cũng như Thiên Long Sơn vậy đó, đi du lịch lên, đi du lịch xuống, là mấy ông ở trên đó tuốt trên cao là không thấy đỏ đỏ này đó, là mấy ông xà xuống đây rồi. Mấy ông có đụng gì không? Hôm nay mình có dấu thiên tâm và cái phước của Thiên Long Vàng và con cái Hiệp Xanh. Hôm nay cái cổng Kiệt nói đừng có đóng luôn. Số địa chỉ đây là 1715 Hilltop X Bình Ơn đó. Thì có nhiều người hỏi địa chỉ và đọc luôn á, cho người ta ghi luôn 1715 Hilltop, chữ hill á là đồi á, đồi cao, Hilltop Road hả? X Bình Ơn. Mình ngồi đây cũng như để cho đeo cho vui, đừng có lo. Mình ngồi đây thì cũng như cả nước Việt 100 triệu người họ cũng đang trông ngóng có cái gì đó để mà đem công ăn việc làm tới. Rồi họ cũng trông ngóng có một cái gì đó để cho họ thấy có tương lai, con cháu có tương lai. Thì chúng ta ngồi ở đây cũng vậy, cũng trông ngóng. Trông ngóng làm sao mà những nguyện sấm cơ của Đức Thầy là hiện hữu hết. Nước Việt sẽ thành hùng cường, giàu mạnh nhất thế giới. Thấy ai nghĩ bây giờ nó rất là mơ hồ, có nhiều người không bao giờ tưởng tượng ra, nhưng mà nó là thiệt. Một điều nên nhớ, Phật không bao giờ nói láo chúng ta nghe. Tại chúng ta trí tuệ chưa có đủ trình độ để hiểu những tiếng của Phật nói. Thì cái phần đó là phần cuối. Hồi anh tài có nghĩa là hồi gần như thanh tài là kiệt, dịch ra để bây giờ dễ hiểu. Nhưng mà trong thấm cơ thì gọi là hội long qua đó, thì nó sẽ diễn ra. Có nghĩa là tất cả những người tiến sĩ bác học người Việt Nam hải ngoại đó đi về giúp nước một cách rất là hoan hỷ và hăng say, thì là đó gọi là hội nhân tài, anh tài, những người Việt cũng như người Do Thái thời xưa mà họ lập quốc lại. Một người giỏi hơn hàng triệu người không có creative, tức là đầu óc sáng tạo, thì
và đồng thời hôm nay tất cả những tài nguyên, những tài sản đã của người mẹ hình chữ S ốm đã không còn nữa, rừng cũng không còn, biển cũng không còn, dầu quả cũng không còn, để lại một cái dân tộc không có đạo nghĩa, không có đạo đức, lớn lên bây giờ nó lên bệnh không có biết gì hết. Đó là lý do tại sao chúng ta ngồi đây, nhiều người khắp hải ngoại, mình nhìn thấy thế giới đâu có ai được như ưu đãi như người Việt đâu, thì cũng là do bề trên sắp đặt ở đó. Tuy chúng ta là người bình thường đi vượt biên hay đi chuyện này chuyện kia, nhưng mà con cháu chúng ta đứa nào căn bản cũng có bằng đại học, đúng không? Bằng đại học thiệt nha, chứ không phải là bằng đại học kiểu Việt Nam mà cho giá rồi viết chữ vô. Bằng này là đi làm ở Mỹ hay ở đâu cũng đều được. Thì đó là những cái bài sấm chơi Đức Thầy cho Kiệt bỏ lên trên mạng đó, chim hiền về tổ là vậy. Thì chúng ta cũng mong chờ, họ cũng mong chờ chim hiền về, mình cũng mong chờ bay về tổ. Tại vì chim á, đúng thời kỳ mùa của nó, chim én cũng vậy, cũng nó cũng mong bay vô làm mùa xuân, thì mình cũng mong như vậy. Cho nên chúng ta có một cái duyên ngồi ở đây, một nhóm người, nhưng mà không phải những người, trong đó có hàng mấy chục triệu người họ thiên con của ông trời âm thầm cũng đang mong chờ chúng ta để đoàn kết dân tộc. Chứ chúng ta không phải như đây thôi, rất là đông. Máy này mình mở lên được. Máy này là bụng. Hello. Really too close. Low echo. High echo. Low echo. Top echo. Hello. Hello. Ok. Này bưng lại tới đây. Hello. Này chút mà nóng quá chắc mình phải kéo màn sớm nha. Rồi hồi nãy giờ Kỳ cũng nói nhiều, quý vị có gì lâu ngày không gặp thì cứ tâm sự, thì có cái microphone á, quý vị cứ tự nhiên hỏi phát biểu. Có ai hỏi gì không? À, đưa cho lại nghe nó nhìn thấy ngầu quá. Hello. Dạ. Xin cho câu hỏi anh chị, lần đầu tiên mới đi đây. Dạ. Yeah. Theo tôi biết được á, là Thượng Đế sanh ra loài người. Dạ. Yeah. Sanh nhiều loài người trên thế giới và luôn cả động vật. Dạ. Yeah. Thì ông sanh ra động vật á, có những con á, lại ăn cỏ. Tôi hỏi về động vật trước. Cái yeah. Còn những con nó sanh ra nó ăn cỏ, và có những con lại nó ăn thịt cá. Yeah. Nhưng mà cái con ăn cỏ đó, nó lại mỗi một năm thời kỳ sinh thái của nó sinh con một con. Mà những cái con ăn thịt cá, nó sinh ra 5-6 con cùng một lúc. Mà một năm vậy nó sinh thái 2-3-4 lần. Nhưng mà cái con ăn thịt cá nó lại giết cái con kia, mà con kia nó chỉ sanh con một con. Như vậy thì nó nhân lên một con mà nó sanh 6 con. Trong đó 6 con nó có 1-2 con cái, rồi nó lớn lên. Đó lại sanh ra nó như vậy tổn thương. Ý anh nói là loài dữ nhiều loài, dạ. Loài hiền mà. Như vậy thì cái chỗ nào là của Thượng Đế gọi là nó để cho nó hòa đồng.
tôi vẫn chưa tìm được cái câu trả lời đó, xin nhờ anh chị. Đó là loài cá để chúng ta vật dưỡng nhân, tam tịnh nhục. Nhưng mà loài người chúng ta, Đảng Cộng sản sanh ra 4 triệu đảng viên. Râu rễ râu ma là nửa nước Việt, là 50 triệu, hình như có liên hệ với Đảng Cộng sản. Nhưng họ là con người. Cha cho kỳ xuống để nói lên lời nói này, có nghĩa là họ có thể thành Phật nếu họ biết buông kiếm, buông đao thành Phật. Họ là những cái người mà có thể giúp được nước Việt phát triển lẹ hơn và cộng lại với hải ngoại. Cho nên ý anh nói thì Kiệt mới nghĩ ra nó không có đúng. Tại vì mỗi ngày anh ăn một lần 5 con cá, anh đâu có ăn được đảng viên. Dầu cho đảng viên đẻ ra đời cha nó, cha đẻ ra 5 người con, 5 người con đẻ ra ăn đóng là một đại gia đình là 30 người đảng viên. Nhưng mà tới đời con nó nhìn lại, ủa ông nội, Bác Hồ đâu phải là Phật. Cái này là tam vô mà, là vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình. Nó là một cái khối đại cộng sản của thế giới, Karl Marx Lenin. Cho nên nếu mà mình áp dụng với dân tộc Việt Nam, mình không có so sánh với cá được. Mình theo cái thần hồn, con đảng viên cũng có thể là chư thiên đầu thai đó. Nó phải vô trong, và con của những người đại gia ở Mỹ, cũng như Biden vậy đó, đưa cái thằng Hunter Biden vô, nó là quỷ, nó phá nát nước Mỹ á. Mình theo cái tập khí của cái thằng hồn mình chuyển thế. Còn loài cá nó phải hy sinh vì nó là đại gia, nó ở ác, nó thành súc vật để mà nó làm cái thịt steak bò gà nữa, để mình nó trả nghiệp, tại bên kia không có xài tiền. Cho nên mình phải biết, đáng nhiên tuy nó đẻ ra, nhưng mà tự nó con sư tử trùng nó sực con sư tử nhục. Thế giới này nên nhớ một quy tắc, nước nào là cộng sản sẽ mãi mãi không ai lật đổ được, bất di bất dịch. Có một lý thuyết duy nhất, người lính Cộng Hòa trước khi bắn Việt Cộng, mày đầu hàng. Còn thằng Việt Cộng trước khi nó bắn lên Hòa, tao bắn mày, tao khỏi mất công, tao khiên cho nó mệt. Cái đó họ chiến thắng mình, vì cái tâm họ ác. Nhưng mà những cái thế hệ sau, nó vô học sinh, nó qua Mỹ rồi, nó biết cái gì trắng, cái gì đen. Bây giờ anh có nhồi sọ người ta biết, anh nhốt con vợ anh trong nhà, 4 bức tường, anh thương nó quá, thương bà quá, anh ghen. Nhưng mà khi bà ra đường, bà thấy một đống thằng rồi bà tính sổ lại những cái chuyện mà anh nói sai, bà bỏ anh cái một á. Thì những cái đứa cháu nội hay con của những đảng viên cao cấp thời xưa, bây giờ nó qua hải ngoại, nó hiểu rồi. Nhưng mà nó thì cái mình gọi là cái loài đỏ đó, nó khôn hơn cái loài cá. Rồi trả lời câu anh vậy đó. Mình phải đoàn kết. Còn cái gì nó dễ sanh, nó cũng dễ bị diệt. Lúc nào luật của nhị nguyên á, mình có nắng thì đẹp, mình có mưa thì lạnh ướt, mưa thì cây cỏ nó lên. Cái gì nó cũng có cái tốt và cái xấu đi chung với nó. Rồi anh hỏi câu thứ nhì đi. Muốn hỏi về quay qua ổng. Quên. Không, từ từ nhớ. Từ từ nhớ. Uống nước đi nhớ. Nãy có quên đem theo cái nốt mà đi lắc lu bu quá, quên câu hỏi thứ nhì là hỏi. Em đâu có nốt gì đâu, nãy giờ đứng. À đúng rồi. Ở trong cái Phật giáo Hòa Hảo á, Bổn Sơn Cùng Sơn Hương á, của cái ông Nguyễn Văn Thới đó, cuốn Sấm dài 66 trang đó, có nói về vấn đề tận thế hội Long Quang. Thì có đoạn ông bảo là sau khi mà 18 nước còn lại trên thế giới qua bên Việt Nam mình về chỗ về chiến báo Ngọc Châu đó, thì bị Đức Phật Di Lạc chư phục để cho bất chiến gì, gọi là bất chiến dự nhiên thành, tự nhiên thành. Như vậy thì ở trên trong đó có nói rằng
cái lúc mà 3 năm khảo đạo Trần gian thế giới là sụp đổ, thì cái lúc đó đó là thay đổi trục địa cầu làm thế giới nhịp tối tăm 7 ngày đêm, con người bất mang, bất tỉnh vô mang. Thành thử ra như vậy thì có phải là lúc đó là trục địa cầu đã thay đổi, ngũ hành thay đổi thì bom đạn của nước ngoài đem vô sẽ không bao giờ phát quả được, đúng vậy hay không anh chị? Trong sấm cơ Đức Thầy nói, cả ông Giang Trình, cả ông Lưu Hữu Ôn, cả ông Lưu Bối Đồ, cả Notre Dame Venga đều nói về Kiệt và Hội Long Hoa kỳ này với một cái khác, một cái tên khác, và nói có lý và có sự. Hơn nữa chúng về sự, sự là sự đời, lý là lý. Giống như đền vàng, địa ngọc, núi cấm, nó có thiệt. Tại tất cả hồi xưa kia không có hiểu vô hòa hảo. Sau đó Đức Thầy kêu con phải học hết kinh điển của ta thì con hiểu thêm, để sau này đi ra đời người ta hỏi con biết. Thì Kiệt hỏi những cái câu mà người đời hay thắc mắc, có ông Năm Chèo không? Có đền vàng điện ngọc không? Có cung, có mỏ vàng mỏ ngọc không? Có Minh Dương không? Có Phật Di Lạc không? Kiệt đều hỏi hết. Và có lúc mà Minh Dương bỏ chạy 14 tuổi đi ra khỏi nước gì 18 nước về đòi chiếm nước Việt đó, điều là thiệt hết. Tại vì Kiệt sống hai thế giới, ban ngày Kiệt ngủ, ban đêm trên thế giới kia Kiệt cũng đi chinh chiến với thiên ma. Ở cái cõi song song chúng ta vô hình, thiên ma nó là đang còn hoành hành quả địa cầu mình. Thì bên kia đó là thiệt, đền vàng điện ngọc là thiệt, cũng giống như cái bóng ma vậy, mình có chân thần vậy đó, nó có thật. Nhưng mà mình phải có cái những cái người linh căn và những người mà có thần thông á, thì họ nhìn thấy cái đền vàng ở núi Cấm là thật. 18 nước với trái đất của mình 200 mấy chục nước, nhưng mà chỗ vô vi á, cũng giống như bây giờ ông A Hồ, ổng là một người mọi da đỏ nha, cái tướng ổng cao cao, ổng vẽ cái mặt như nè, lúc kia nhìn thấy rồi ổng hay nói chuyện, tướng ổng cao mà ổng ốm, thì cho nên bữa kêu Trang với Long á đi tìm cái tượng thì cũng gần giống ổng á, đang ngồi đẳng á. Tại sao ổng một mình ổng cai quản nguyên cái tiểu bang tá sát này đi, mà trong khi mình cần có một đống thằng me rồi miết bao nhiêu quốc hội của tiểu bang này. Trong vô vi á, giống như nước Việt sau này tại sao rộng lớn là gì, trong cái vô vi nước Miên đã bị mất vào tay nước Việt trong tương lai rồi, vua của nước Việt tương lai đã nói chuyện với cha đã đồng ý rồi, thì tự động nó thu nhập lại. Ở 18 nước của thế giới này là tính theo vô vi, tính theo ở trên đó cũng theo cái lần ganh của vô vi, ai cai quản khu nào, còn ở dưới bộ phận của mình. Vì tại sao nước Việt mình lại có 50-60 giống dân khác nhau, người Mùng, người Mèo, người Thượng, người Miên, người Thái, người đủ kiểu hết, nói tiếng khác. Họ cũng, mình đâu có thể nói là nói tiếng khác, cái cách ăn uống khác, ăn mặc khác, là quốc gia khác đâu, đúng không? Sau này Miên Lào là thuộc của Việt Nam, sau này Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, sau này Quảng Đông, Quảng Tây nó là người Việt, nó trở về nước Việt. Thì nước Việt lúc đó mới gọi là cường quốc. Trong vô vi mấy vị đồng ý, thì ở ngoài đời từ từ đi, rồi tự nhiên nó cũng xác nhập một cái hình thức này hình thức khác. Nếu mà khó nữa, giỏi lắm chuyện đầu thai làm vua nước Tàu nữa, kỳ xác nhập cũng vậy thôi. Tính là thần hồn, mình hiểu không? Trong cuốn Kim Cổ Kỳ Quan của ông Nguyễn Văn Thới đó, thì có nói là ngày tận thế Hội Long Hoa đó, thì có 4 câu sấm này: bất kỳ sao lại ruộng sâu, 10 phần chết chín thấp Âu cho đời, Việt Nam chết mấy, Việt Tần như nhau, Việt Nam chết mấy từ từ nhau, dịch ra có nghĩa là Việt Nam chết bao nhiêu lại Miên chết bao nhiêu. Xin có không anh? Về Miên nó sẽ có. Ở trên nói sau này Hữu Sanh sẽ là tội đồ dân tộc làm vong quốc nước Miên, mà hôm nay thì vẫn còn là anh hùng đó. Vì nước Miên không có thiên tử. Thiên tử nó quan trọng một cái chân mà hiệu lệnh được thiên binh thiên tướng và 36 tầng trời. Cái trái đất mình cai quản bởi Thượng Đế đó. Chỉ có người vô minh đó, mới cứ nghĩ là mình dùng quả tiễn hay là bom nguyên tử là mình cai quản. Nếu nói vậy thì hôm nay mình nhìn thấy Putin đi.
chỉ có vô thần. Vô thần cũng giống như mấy thằng xăm mình cầm mã tấu vậy thôi. Nó đâu có bằng FBI hay cảnh sát đâu. Cảnh sát ra tay cái này nó cũng xong. Thì thiên tử khấn. Khấn thì cho nên bây giờ nghe mới thua. Và đồng thời thiên tử cũng khấn. Thiên tử không đầu thai vô nước Việt. Hôm nay nước Việt mấy vị nói là diệt vong đó. Cái chân mà nó cực kỳ quan trọng cho một quốc gia. Đúng ra tất cả người Việt Nam phải cảm ơn thiên tử. Chứ không có nên chà đạp như bây giờ. Khổ lắm. Xuống trần này không có mấy gì vui. Vui chỉ nhìn thấy những đứa con thiên biết quay đầu về cha mẹ là việc này vui. Vì hôm nay hơn nửa đời người đã làm được phân nửa công việc. Còn phân nửa còn lại, ngày 30/4 ở núi Thiên Long Sơn đọc sớ tới trời là vì cho nó mau. Thì hôm nay cái thời gian rút gọn để mà cho nước Việt bớt đói bớt khổ và chiến tranh sớm xảy ra đã rút ngắn lên một đoạn thời gian rất là cực kỳ lẹ. Đó là tính theo tháng từ đây tới cuối năm. Nếu không khấn thì thiên ma nó cứ ù lì à. Một mặt đời của mình, mặt đời của mình cũng giống như con robot, nó moving, vô vi như cái software điều khiển. Cái, giống chiếc xe anh chạy vô tới đây vậy? Anh không có chi bé anh chạy ngồi anh lạc hoài. Thì hai cái nó phải đi song hành. Tâm linh và đời sống rất là thực tế. Tự vì khoa học chúng ta ngày hôm nay chưa có đủ trình độ để mà phát hiện. Tất cả đều là khoa học hết. Chúng ta sống bởi energy, bởi năng lượng. Mỗi người ở đây đều là một dòng hào quang màu trắng, màu xám, màu gì. Kiệt này có 7 dòng hào quang. Là vì ngày đêm đều phải chống chọi với thế giới vô hình. Nếu không tin thì làm sao có ông A Hồ ở đây hiện hữu. Nếu không tin mấy ông rồng, ông ba dòng dòng kiệt, ông theo hộ kiệt này, ông đứng đẩy đây nè. Đó là thiệt á. Mà chẳng qua là thời xưa con người mình và đồng thời kiệt sanh ra một cái dân tộc đổ nát. Người ta không có trân trọng vì cái tầm hiểu biết rất là thấp. Anh bây giờ anh đi vô cái chuồng gà, anh nói tiếng Việt con gà nó có hiểu không? Nhưng mà bổn phận của anh phải cứu cái đàn gà này, đừng có bị chồn cáo rắn. Nó ăn sực mấy con của mình. Đó là nhiệm vụ rất là khó. Mà nhiều lúc anh bước chuồng gà anh phải hôi, phải thối. Nhiều lúc có anh gà mà nó có cửa nó cắn anh nữa, đá anh nữa. Nhưng cũng phải chịu thôi à. Đó là cái gì là sự thật là như vậy. Nó phủ phàng nhưng mà nó thiệt. Nếu mà chuyện này sanh ra ở một cái nước tự do hay là một cái nước bình thường đi là rất là siêu nhân lỗi lạc rồi. Không có bẹo như giờ đứng ở gốc cây gì đâu. Chuyện này là thiệt. Còn ai nghĩ giả thì người đó mới là giả. Ai nói chuyện này là tà, người đó mới chính là tà. Bây giờ chuyện này mà cái áo vàng như mấy ông thầy nha. Anh nghĩ có độ được ai có nói chuyện không? Rất là khó. Chỉ độ được những cà gù cà gật. Cà gù cà gật không có thay đổi được quốc gia. Tôi bảo đảm những người trí thức ngồi đây không á mới hiểu được tiếng của Kiệt nói. Còn những người cà gù cà gật hay những người cứng đầu khó hiểu Kiệt nói lắm. Cà gù cà gật thì thích chạy theo náo nhiệt, ăn uống trong chùa, ca hát giữa chánh điện. Mình muốn ca mình ca đây nè, ca giữa rừng. Núi Thiên Long Sơn là công viên, lấy một cái góc nhỏ ca thì cũng ok đó. Còn Phật đâu có cho ca giữa chánh điện đâu. Phật đâu có ai kêu mà tăng ni mà ca Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Ông đang ở địa ngục làm sao ông muôn năm được. Muôn năm đi địa ngục à. Vậy mình nói mình thương bác chỗ nào? Mình không có thương bác. Mình bất hiếu với bác. Mình mới ca bản đó. Ai đi giếng ở Lăng Ba Đình một vòng là bảo đảm chỉ biết cả đời sẽ không ngóc đầu nổi. Hình thức này hình thức khác là về trượt không à. Nó không có cái gì gọi là linh hiển ở đó hết. Không phải là Kiệt nói để cho chỗ đó bị ế nó bán vé không được đâu. Lời thật á.
hỏi nó đi đại ca. Để anh Kiệt muốn thì có một câu hỏi. Đó là sự thật, đó là sư phụ của sư phụ nói, đó là sự thật, sự thật. Sự thật rõ ràng. Dạ, nhưng mà... nhưng mà... Alo. Sao vậy, đang ngồi. À, ngồi đó mát hơn. Để gần gần nó mới nghe, để sao không có nghe. Cái chìa khóa này của ai nha bà con? Cái Bluetooth chỉ để cho nó gần miệng. Cái này là gì? Cái Bluetooth chỉ để cho nghe. Bluetooth hả? Để đâu? Ở ờ, này cô hát có ai đó à. Không nghe nữa hả? Có cái này không phải. Không. Chịu không nổi, sợ mấy bác lớn tuổi thôi. Con cái tắt thôi à. Rồi mấy em về qua đây nóng quá nó khô cổ. Hello. Đó là nghe lớn hơn thấy không? Rồi bỏ pin vô đi. Mấy bác đem mà thiếu ngủ á, cái cây mà nó mọc khô khô nè, chút về người hái hai cây thôi, tối nấu nước, uống nó mát dữ lắm, tại nó là nó lọc cái chất độc của gan với phổi á, cây mưu brittle á, ở Thiên Long Sơn á, chị hái cái này cho ta nhiều lắm, mà ở Thiên Long Giang mình đây cũng nhiều nè, để nó khô á, nó rụng xuống, rồi để cho năm sau nó mọc, rồi cái mình cắt. Nó càng khô chừng nào cái thuốc nó tốt chừng đó. Ngủ là thẳng cẳng luôn á. Chút về thử đi. Nó có cái gì nó bị dai nhưng mà nó rất là hiệu lực á. Hồi nãy tại vì cái âm thanh nó không có rõ, thành ra muốn lặp lại cái câu hỏi thứ nhất để mà mình nói cho nó rõ hơn, để bổ nghĩa cho cái lời của sư phụ nói thôi. Có nghĩa là cái định luật của tạo hóa lập ra đó, bất di bất dịch, không có cái gì mà gọi là tuyệt đối hết. Nghĩa là con này ăn con kia và sự tánh hóa của nó phải di truyền lẫn nhau. Mình không thấy, hồi nãy tôi có nói với cái sư huynh này đây, mà mình nuôi con vật, con cọp lại nó ăn con cọp, con vật khác nó lại con cọp nó lại ăn con vật của mình nuôi, xong rồi đó lại mình là giết con cọp, thì như vậy nó cái định luật nó đi xoay tròn thôi. Thành ra sư phụ trả lời cái câu đó, đó có nghĩa là nếu bây giờ cái chủ nghĩa cộng sản đó mà nó độc tài ở trong cái đất nước đó thôi, chứ còn ngoài ra xã hội khác nó cũng không làm được gì, dầu nó có đi nữa, như nước Mỹ này cũng có cộng sản, nó làm được gì? Nếu nó đánh lại cái chính nghĩa của tự do, dân chủ thì nó không làm được gì hết. Thì đó là cái sự tấn hóa của cái xã hội và nhân loại, cầm thú loài người, ăn chay ăn mặn, tất cả đều nó là chỉ là một thể nó như thôi. Nó luân chuyển với nhau nên nó tạo thành cái xã hội. Cái gì thôi. Đó là cũng đúng, nhưng mà nếu mà không có một con vợ hung ác thì thằng chồng sẽ không có hiền được. Thì có bồ bịch đúng không? Còn không có những cái thể chế cộng sản thì chúng ta cũng không, người Việt hải ngoại cũng không có 6 triệu người như ngày hôm nay. Cho nên mình
phải cảm ơn và cũng đồng thời xin mời kéo màn cho sớm. Tại vì mỗi một người đóng vai chánh một giai đoạn. Cái đạo là trường kỳ hàng nghìn năm. Thể chế này nó sẽ thay đổi thể chế khác. Tại sao Đại Nhất Cộng Hòa Ngô Hồng Diệm không đánh mà bị lật đổ? Sao Đại Nhị Cộng Hòa Nguyễn Thiệu chưa đánh thẳng tay mà lại bị thua? Bác Hồ không đánh gì hết, chỉ qua bắt tay với bắt mèo thôi là thắng. Mỹ nó bỏ. Đó là vì nghiệp, cái vận mệnh của trái đất và cái nghiệp quả của cái quốc gia. Lúc Hồ Chí Minh nhận ký hợp đồng để mà làm tan nát nước Việt á, 180 năm á, thì lúc đó đó, hôm nay Hồ Chí Minh có đội mồ lại đi nữa, người Việt hải ngoại không có một viên đạn mà lại chiến thắng. Bao nhiêu lần kéo cái cờ vàng ba sọc đỏ xuống đỉnh Thiên Long Sơn, mấy vị đều la hết, Đức Thầy đều la. Cái lá cờ linh thiêng sau này là cứu dân tộc. Con không có được quên á, con phải cắm ở đây. Hồi xưa chị không có biết chính trị nha. Sau này có ngày, những cái ngày gọi là hồn đi sông núi á, thường kỳ hợp á, một bên là Phật, cha mẹ là gia đình. Rồi cái là một bên là hồn đi sông núi, đủ các gì vậy ha. Thì... Alo. Thì mỗi vị dạy, thì mấy vị nói là sau này á, cái gì á, cái ác nó chỉ một thời, rồi nó qua một cái giai đoạn khác. Rồi nó mới làm cho một quốc gia tiến triển. Mình hôm nay người Việt hải ngoại sống rất là cực khổ lưu vong, cần cù để nuôi con của mình. Nhà nghèo nhất bỏ báo, hay là lãnh qua phe đi nữa, tệ nhất đứa con cũng vô đại học làm bác sĩ. Còn một nhà đại gia sân trước sân sau chức quyền của Việt Nam có cả mấy chục tỷ, bảo đảm cái bằng cấp chưa chắc là có bằng cấp đại học nữa. Quý vị thấy cái ai thắng ai thua? Anh thắng tôi hay là tôi thắng anh? Những gì Kiệt nói là để định hướng. Cách đây nửa năm trước, Kiệt không có nói nhiều về Việt Nam hay cờ vàng cờ đỏ. Nhưng mà gần đây á, quý vị cho nói để cho 100 triệu dân và khối hải ngoại để định hướng. Nhờ Kiệt nói cho nên bây giờ trên mạng, tất cả truyền thông mạng không ở Việt Nam không còn dám kêu chúng ta là bao que nữa đó. Nó là thiệt. Tại vì người ta không hiểu, không biết, không có tội. Như lượng viên mấy chục ngàn đứa, nó lãnh có 3 triệu tháng. Nó không chửi bao que thì nó lấy gì nó sống. Phải... mình phải tha thứ, mình phải quan dung. Thì nhờ Kiệt nói sự thật thì hôm nay mình không còn bị chửi bao que. Và đồng thời sau này những gì mỗi một ngày, cái ngày đó nó rất là cận kề. Kiệt chỉ mong hôm nay, tiếng nói hôm nay, tất cả những bác HO mà có số quân chủng từng học ở sĩ quan Đà Lạt hay là trường Chứng Dương hay là bất cứ ngành nghề gì, sau này đứng chụp một cái bôi hình tại Việt Nam, tại Việt Nam nha, cầm cờ vàng ba sọc đỏ, thì cái bôi hình đó đó là cực kỳ quan trọng cho nhân loại và nhân loại luôn, cả thế giới thừa nhận đây mới là chánh nghĩa. Thì từ đó đó nước mình cũng y như Diêu Khang vậy, nó ào vô. Anh muốn mượn nhiêu tiền thì cho mượn, muốn phát triển di mạch, muốn làm VSMC, tức là TSMC của Đài Loan, phải không? Muốn mở VSMC, Intel nó về nó mở. Dân tộc mình sẽ không còn đi mai đồ hay là đi xanh dùm hay là lao nô Nam Hàn hay Nhật Bản nữa. Ngày neo này nghĩ chắc sẽ ế, đưa cho tụi mỹ nó làm thôi. Tại lúc đó chúng ta về bệnh, chúng ta về giúp nước, chúng ta vừa có cái đời sống vui hơn, thoải mái hơn, không có đủ thứ loại bảo hiểm hay là thêm mạnh như kiểu Mỹ. Đó là thật, đừng có đưa Kiệt nói đùa. Cái picture Kiệt nó nhìn thấy trước, Kiệt mới nói.
cũng giống như Đức Thầy á, là ngài là Phật, thì cũng đâu phải là thứ tệ lắm đâu, không bằng sư phụ mình cũng là chút chút phải không? Tuy là giảm thế gian nhưng mà giảm ở trên trời nhưng mà xịn như này á. Thì quý vị cũng có một cái nguồn sinh lực để mà giữ gìn sức khỏe, cho nên mong mấy bác HO, những cái người mà Kiệt vừa mới nói á, gán giữ gìn sức khỏe sắp tới rồi đó, trong đời này luôn. Ông Đạt Lai Đạt Ma, ông 80 mấy tuổi á, mà ông còn lấy lại được quốc gia của mấy ông. Còn hôm nay mấy anh 70 mấy mà ở Mỹ mình á, đủ thứ thuốc men y tế rất là cao siêu, lọc thận hay là tiểu đường gì nhăm nho vậy. Sau này sẽ có những cái loại thuốc sẽ trị được tất cả những cái bệnh của chúng ta ngày hôm nay mắc phải. Kinh của Đức Phật Thích Ca ngày xưa nói, ở thời mạt pháp Hà Hào Quân này, khi mà nhân loại giảm tuổi thọ thì Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện. Khi đứa con nít 5 tuổi mà nó biết chuyện người lớn thì Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện. Khi có một người mặc áo đời mà độ được chúng sanh thì Đức Phật Di Lặc xuất hiện. Và sau này sẽ trao y bát lại cho của Phật Thích Ca trao Phật Di Lặc. Tất cả đều đã xảy ra. Khi địa cầu này biến thiên biến địa, thời tiết thay đổi, quý vị có thấy điều xảy ra hết. Đùng một cái một năm Trung Cộng chết mấy chục triệu, nó giấu hải ngoại mình nó chết thấy như củi. New York, Âu Châu, Pháp, Ý rồi Ấn Độ, một người 10 mấy tuổi 20 tuổi ai mà dính Covid rồi là ra đi không bao giờ trở lại. Cái đó có phải là giảm tuổi thọ không? Phật Thích Ca rất là cao siêu, ngài nói là có, chứ đâu phải là giảm tuổi thọ cái kiểu mà mình ấy đâu. Bệnh chết yếu gọi là giảm tuổi thọ chứ còn cái gì nữa. Quý vị ngồi phân tích đi, ở trên giải thích cho chuyện ngang vậy đó. Vậy mình cứ nghe thời mấy ông thầy quốc danh, ồ 9.000 năm nữa. Quý vị nghĩ 9.000 năm nữa mấy ông thầy BD, mấy ông thầy mà có vợ con đùm đề ở ngoài đời á, chắc là thôi á, dân tộc Việt Nam mình đi về đâu? Chắc mình nói tiếng Tàu hết rồi đó, mình quên nước mắm luôn á, ăn xì dầu hết rồi. Bác có gì hỏi thì con cứ nói chuyện chứ, là được con nói nhiều rồi, con nói trên mạng rồi, nghe trên mạng đây. Còn này chỉ giao duyên, tại nóng quá con chỉ vừa thì giờ cho mấy bác ở đây muốn gặp mặt con thì có câu hỏi nào thì con trả lời. Chứ con nói hoài á cũng không hết chuyện đó. Để gần á, ai hỏi con dành thì giờ cho mấy bác cứ việc thoải mái muốn hỏi con. Em Thiên Thị Minh, kính chào sư phụ, kính chào quý huynh tỷ đệ muội, kính chào quý anh em họ Thiên. Và hôm nay lần đầu tiên em mới xuống được cái miếng đất này, rất là mừng, suốt đêm hôm ngủ không được. Dạ, tâm ngóng cho tới sáng đang để đi xuống lần gặp sư phụ, tại vì cái tâm linh đó nó có một cái thành gì đó mà suy nghĩ và biết sư phụ là ai. Hôm nay đó em có muốn đọc một cái bài kinh của Cao Đài, ngắn gọn mấy câu thôi, nói rồi về cái chân linh của Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện sau này. Rồi để gần gần nói, nó mới vô cái máy cho mình, nhờ mấy người xa, ta ở xa ta có nghe. Dạ, em xin đọc cái rồi. Bài kinh Đại Tường. Rồi, bác cứ đọc đi. Dạ. Của cái kinh Cao Đài. Hỗn Nguyên Thiên dưới quyền giáo chủ, Di Lặc đương thâu thủ phổ duyên, tái sanh sửa đổi chân truyền, khai cơ tận độ cũ tuyền diệt vong, hội long qua tuyển phong Phật dự, cõi Tây Phương đuổi quỷ trừ ma, giáng linh hộ pháp Di Đà, chuyển cây ma sử đuổi tà trục tinh,
thâu các đạo hữu hình là một, trường thi tiên Phật dược chiếc khiên, tạo đời cải giữ ra hiền, bảo sanh nắm giữ diệu quyền khí tôn. Dạ em xin hết. Dạ. Hay quá, bài thơ này hay quá. Đây là cái bài kinh Cao Đài mà em đọc mà. Rồi bác nào Cao Đài hả? Dạ. Ờ nếu mà Cao Đài mà ai cũng thuộc lòng bài kinh này á, chắc dạ. Thiên Tâm mình có phước. Là dạ. Sau này Thiên Tâm từ xưa Đức Thầy nói, cha mẹ nói, chỉ có một đạo thế gian thôi coi, đó là đạo của chính ta lập ra. Dạ. Thiên là trời, tâm là Phật, tâm của chúng ta là Phật. Bình đẳng, hướng thượng, dấu chữ thập, trái tim. Sau này chỉ có một đạo duy nhất mà tất cả các đạo khác, những quốc gia khác, những vị nguyên thủ quốc gia phải thừa nhận. Đó là đạo Thiên Tâm, một đạo duy nhất trên quả địa cầu này, lưu truyền 3.000 năm. Hôm nay chúng ta là hàng đầu tiên, lớp đầu tiên, đứa con của cha, của đứa con của Thượng Đế. Hôm nay chúng ta là những nhân vật của lịch sử, của những hậu thế thời sau đó. Quan trọng lắm. Cho nên mà trong Cao Đài nói hình như 100 năm ông Phạm Công Tắc cũng lập đạo này là Cao Đài tịch, phải không? Dạ, dạ. Tịch là chào một cái đạo mới, phải không? Dạ. Tức là thuyền mà vỏ giọt mà đưa ra biển thì phải chờ tàu lớn. Dạ. Ừ. Chứ vỏ giọt đâu có vượt đại dương được. Dạ. Thì hôm nay tàu lớn là Thiên Tâm thành lập tại núi Thiên Long Sơn ở Mỹ. Ngày 16 tháng 3 thì Kiệt Thường nói. Nhưng cái dấu hiệu này năm 1979 Trung Cộng tấn công ở ngoài Bắc á. Yeah. Thì lúc đó Đức Thầy kêu tất cả các tù nhân ở ngoài chờ đó toàn là tướng với tá không à. Mấy nghìn ông nào cũng đeo dấu này trước rồi. Có phải không? Yeah. Cho nên quý vị nên nhớ Kiệt này sanh sao đẻ muộn, không có biết. Đến khi mà ở trên á, cha mới lột cái ấn thiên ra thì lúc đó mình mới tá hỏa, mình có nhiệm vụ là người tiếp tục những cái bác HO mà ở thời trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc, nước Việt Nam. Những người đó đã giao tiếp được thông thiên với bề trên để họ có cái tương lai họ đi Mỹ. Tại lúc đó Đức Thầy hứa tất cả các con sau này sẽ đi Mỹ và sẽ sanh con đẻ cái đó để mà chờ ta. Và các con là những chim hiền đợt đầu sẽ quay về nước Việt. Đến lúc Kiệt này cầm tay lái của cái bản phong thần này, hội Long Hoa này, là thế hệ này thì mới nói tiếp. Cho nên người nào mà không hiểu mà nói là tự Kiệt này chỉ có tiền rồi muốn làm gì làm, không phải. Đó là một cơ trời đi hàng nghìn năm. Nếu không những cái bác HO á, mấy ông mừng lắm. Đến ngày mà Kiệt lên trên mạng á, ông nào ông nấy cũng về Thiên Long Sơn rất là mừng. Là những cái bài sấm cơ mà Kiệt đọc trên mạng đó, nó có hàng 30-40 năm rồi hết. Thì sau này Tam giáo đồng nguyên, ai thờ ông trời đều là đạo Thiên Tâm, Hồi giáo hay là Công giáo. Ai mà tôn sùng Chúa Giêsu tái lâm để cứu rỗi họ thì sau này họ sẽ hiểu, rồi họ cũng sẽ là Thiên Tâm. Ngày xưa Chúa có nói, khi ta trở lại cứu các ngươi sẽ không có nhìn ra ta. Các ngươi tin ta thì các ngươi được cứu. Các ngươi không tin ta thì các ngươi sẽ bị lọt đó. Nhưng bây giờ có bao nhiêu người tin? Chỉ có những đứa con của cha mới có chân mạng, mới có nhiệm vụ xuống để đưa cái đám đàn em này về. Trên trời chúng ta là anh em, xuống trần thì mỗi người làm mỗi việc. Thế kia không có phải là giáo chủ hay là cao thượng gì hết. Cha mình mới là tối cao, cho chúng ta có một cái chân linh, có một cái tánh khôn cực kỳ siêu để mà học, để mà thăng tiến cái thần hồn để mình đi về. Mượn cái xác phàm để mà chịu nóng, hiện giờ nóng. Rồi mượn cái bao tử của thân tứ đại để mà biết đói. Nhưng mà chúng ta song song cũng đừng bao giờ quên đường về. Kiệt chỉ là người anh cả, nhắc nhở tất cả mọi người nhớ đường về thôi. Cái đạo này ở trên trời có rồi. Xuống đây, ngày mà lúc mà sắp sửa vào cái thời kỳ cuối này,
thì mấy vị mới kêu cho mỗi họ thiến phải tự làm cái sạch thiến thay kịch để trên tường, để mà ông thổ địa ổng biết ai là con ma con quỷ. Thế ở trên á mới kêu con phải làm cái ấn của con là số 2, còn cái người số 1 sắp sửa xuất hiện á, Di Lạc là Di An Cư Lạc Nghiệp, thời Thượng Quan Thánh Đức, lưu truyền nhiều nghìn năm. Thì cái người mà số 1 là ai cũng mong mỏi sẽ xuất hiện, đó là Phật Di Lạc Thứ Thiệt. Sẽ có, vì tuổi thọ chúng ta hôm nay đã bị giảm quá nhiều rồi. Ngày xưa trước khi Covid ra, quý vị chưa bao giờ nghĩ được là cái đứa con của mình nó học đại học, nó mới có hai mấy tuổi, nó mạnh như trâu, nó đâu có bệnh gì mà mình sợ nó bị chết. Mình không bao giờ mình nghĩ con bị chết. Nhưng mà đang học đại học, tự nhiên cái bệnh Covid nó chết đó, mình còn không thấy. Cái đó không giảm tuổi thọ là cái gì? Phật Thích Ca là ngài siêu tiên tri mà, ngài nói đâu chúng đó. Rồi bác này đọc bài thơ hay quá. Rồi, còn bài thơ nào thứ hai nó không đọc tiếp? Cái người đã thơ bài. Dạ, lúc nào cũng thuộc cái câu kinh mà Đức Hộ Pháp đã tiên tri từ trước là một nước Việt Nam của mình đó, một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, ngày sau làm chủ mới là kỳ. Đã, ngày sau là nước Việt Nam mình là số 1. Dạ. Nhưng mà giờ Việt Nam mình đi ăn mại quốc tế. Dạ, bây giờ mình đương ăn mại, chứ sau này nước Việt Nam mình có một vị Minh Vương sẽ lo cho nước Việt Nam mình không có lo ăn mại nữa đâu. Dạ, cho hùng cường giàu mạnh. Dạ. Minh Vương là ai thì chờ Đức Thầy ổng chỉ ngón tay. Còn nếu mà Đức Thầy ổng xuất hiện á, Minh Vương cũng là dân giả thôi. Nhưng mà giàu. Xin chào Thiên Tử Ngô Tấn Kiệt. Chào Thiên Tử. Hôm nay là lần thứ hai được gặp ngài. Lần trước tháng 9 năm ngoái là đi lên Trung Âm Sơn mà không có cơ hội ngồi gặp ngài. Một cái ghế đó. Chào tất cả gia đình Thiên Tâm. Dạ, ngồi ghế này em có câu hỏi là nhân duyên gì có những người á, Thiên Tử, lúc mà từ nhỏ tới lớn là họ luôn nằm mơ thấy rất suốt vực thẳm, rất là đen tối, đến lớn họ mới hết thấy giấc mơ đó. Như vậy họ từ đâu sanh ra, như là cái linh hồn của họ từ đâu sanh ra vậy Thiên Tử? Linh hồn là tất cả chúng ta từ ở cõi Quan Âm Thiên xuống, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta quên thì chúng ta tạo nghiệp. Còn mình nói đâu ra đó, tại sao thấy vực thẳm, tại sao có những đứa đây thấy bay tối ngày, tại sao có những đứa thấy người này kia vừa rượt đuổi giết. Là về những cái người mà nằm mơ thấy từ vực thẳm á, là mình ở một tiền kiếp á, mình có thể là lúc mà mình chết ở một cái tiền kiếp á, mình té vực thẳm, thì cái lại giờ thức á, nó ghi đậm đà, thì hôm nay mình tái sanh làm người á, nó cứ còn nằm trong đó. Còn người nào mà thấy cảnh địa ngục là người đó từ ở địa ngục vừa trả nghiệp xong vừa đầu thai lại. Cái lại gia thức của mình nó nằm đây nè, là gọi là cái thân trung ấm á, nó sẽ đưa mình tiến hóa ở một cái đời, một cái thân người mới, hay là đưa mình sụt lùi, là do những cái hành động của chúng ta cư xử với mọi người của ngày hôm nay. Thì những người mà có những cái giấc mơ này á, là chắc có những người thấy lửa, có những người thấy sợ nước, là vì họ chết bởi cái đó. Cũng muốn hết cái đó đó, thì mình ngồi thiền á, từ từ mình hết. Dạ, con ơn Thiên Tử. Tôi xin hỏi là những người cha mẹ mà đã qua đời á, mình gọi là linh hồn hay là thần hồn vậy Thiên Tử? Qua đời mình gọi là cửu quyền. Cửu quyền ông bà của mình không phải lúc nào cũng giúp mình, nhưng mà đa số là giúp mình. Nhưng mà khi cửu quyền của mình là người tốt, cửu quyền mình cũng có thể là người xấu nha. Nếu mà của mình người biết tu rồi đó, người tốt mà thấy con cháu giàu có mà không biết tu, họ sẽ mình làm những chuyện bất kính, họ sẽ làm cho mình bị bệnh tật, có thể sạt nghiệp á, là cũng là do cửu quyền á. Nhưng mà mình đừng có nói vậy mà mình không hồi hướng cho họ, mình cũng phải mỗi ngày đọc kinh hồi hướng cho họ.
cảm ơn Thiên Tử. Dạ, cho xin hỏi Thiên Tử, ví dụ như chúng em đi làm bận rộn, không có thời gian ở nhà tụng kinh được, mà trên xe vừa lái xe vừa đọc theo kinh của Thiên Tử đọc được không ạ? Được cái coi như là... Chị này kêu mình Thiên Tử tử, cái mình trả lời cái ngoài này mà nói mà ông này ngã mạng. Kêu kiệt được rồi, khi nào Đức Thầy chỉ ngón tay á, muốn kêu gì kêu. Còn này mình úp úp mở mở, dễ sống, trời xã hội này khó sống lắm. Kêu kiệt với chị, cho dạ. Em dễ sống. Dạ xin mọi mà người. Mà đưa lên cao quá, cái dưới có người bật lửa nghe chích. Đưa lên vàng á, ngang bật lửa. Dạ, dạ sư phụ. Câu mới hỏi lại gì qua này? Chị mới dạ, hỏi gì? Dạ em, dạ con sư hỏi là thí dụ mỗi ngày đi làm về con không có thời gian đọc kinh, con cũng hơi dậy đẩy nhưng có 2-3 tiếng nghỉ ngơi hay dọn dẹp nấu nướng thôi. Còn mình trên xe vừa lái xe vừa đi làm rồi đọc kinh theo mở kinh của nhà sư phụ đã đọc kinh theo, theo có gọi là đọc kinh không sư phụ? Có hơn không? có hơn không, để cái tâm nó loạn á, nó suy nghĩ tùm lum mấy chuyện khác. Nhưng mà cái âm thanh của kiệt á, là có thần lực trong đó, có điển. Nó sẽ giúp cho người ta dễ ngủ, giúp cho những người bị ma nhập hay là đi làm đám tang gì của bà con dòng họ trượt nó bám. Thì kiệt có đọc kinh á, thì cứ để đó. Tại vì ma quỷ nó không phải là sợ mình nha, nó thương mình thôi. Đức trọng quỷ thần kinh. Thì cho nên việc đọc cái đó để cho những bác lớn tuổi mà khi mà yếu sức khỏe đó thì thần hồn nó cũng yếu theo, cái thể xác của mình nó đi chung với cái chân thần của mình thì để có giấc ngủ an lành vậy đó. Chứ mấy bác cũng đâu có đọc kinh nổi. Nhưng mà nghe cái âm thanh của Kiệt là mấy bác nó rất là có lợi lạc. Bây giờ cái giờ Kiệt tập ca ca, bữa giờ ca dở ẹp phải không? Bây giờ ca cũng hơi được chút chút. Để mình độ mấy đứa nhỏ nhỏ mà thích ca đó, với mấy cái dân say xỉn ở miền quê đó, ngồi ở ngoài bờ ao và nhậu á, nghe nói chuyện nhảo kiểu này sức mấy mà mấy thành phần đó mà nó chịu nghe. Nhưng mà ca chặt cái nó ngồi nó cười là cũng như mình góp vui cho nó. Nhưng mà đâu ngờ mình từ từ sẽ độ được nó. Để Nguyễn Hoàng, cái ông nội gì, ca dễ ẹt, à mày ẹt đi rồi mốt mày cầm nhang mày lại Phật liền á. Độ chút thanh đủ kiểu mà. Kiểu gì hữu hiệu mới là quan trọng, còn mình bị chửi thì chuyện nhỏ. Rồi, có ai hỏi gì nữa? Con phải đi vòng vòng. À, con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Đây là lần thứ hai con được gặp sư phụ. À, tối hôm qua con giống như cái bác hồi nãy đó, nôm nao không ngủ được. Rất là mong để mà hôm nay được đến đây gặp sư phụ cùng với tất cả mọi người. Thì con có một câu hỏi nó hơi cá nhân một chút. Nghĩa là khi hồi xưa con ở Việt Nam, con ở Quy Nhơn, Bình Định là miền Trung Việt Nam. Lúc đó con, hồi nhỏ con rất thích theo mẹ con đi chùa. Thì lúc đó con cỡ, con nghĩ chắc 12, 13 tuổi gì đó. Một lần con nằm mơ, con thấy con với cô em gái của con được đi, con nghĩ là lúc đó là cảnh trời á, nhìn những người mặc áo vàng múa rất là đẹp. Thì khi đang múa vậy tự nhiên ngưng không múa nữa. Thì con mới thấy một cái anh trai đứng đó, con mới hỏi là anh ơi, sao tự nhiên đang múa mà không có múa nữa. Thì anh đó mới nói là trời ơi em may mắn quá vậy. Bao nhiêu lâu mới có một cảnh múa như vậy ở trên này mà em may mắn em được coi cái cảnh này. Thì xong rồi con mới thấy là anh nó mới dẫn hai chị em con đi vô một cái chỗ khác. Thì con thấy mẹ Quan Âm mới lấy cái nón của mẹ đó, đội lên đầu cô em gái và chỉ cô em gái con là con ngồi vô đây đi thế cho mẹ, để mẹ đi về chùa bà mẹ dọn dẹp. Cái chùa bà đó là cái chùa mà gần nhà con, mẹ con hay dẫn con đi. Lúc đó là chùa đang sửa, mà lúc đó thực ra con bé con chẳng biết gì hết, nhưng mà bao nhiêu năm giấc mơ con vẫn nhớ hoài. Thì tới bao nhiêu năm con luôn luôn tin có cha có mẹ, và tới khi con biết tới sư phụ, biết tới đạo Thiên Tâm thì cái niềm tin của con nó càng lớn mạnh hơn nữa. Nhưng mà tới bây giờ khi mà con chưa ngồi thiền á, thì cô em của con ở Việt Nam ngồi thiền rất giỏi, nhưng tới bây giờ con nói về đạo Thiên Tâm thì cái cô em của con chống con, chửi con không cho mẹ con thắp nhang bằng thiên.
con cũng xin sư phụ cho con ý kiến là để sao để chuyển hóa của em con quay về lại với thiên tâm. Con xin sư phụ. Như thế mình phải vỗ tay chào mừng Quốc hội Phật giáo của Việt Nam, mấy thầy Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Hồi xưa ông bà tổ tiên mình á, nhà nào á, cũng có cái bàn thờ ông thiên. Mà tại sao mà không thờ cha mẹ mình? Những vị thầy mà nghe kiệt á, mà nói về cha mẹ, họ không bao giờ chấp nhận. Những vị thầy thời nay tất cả các chùa lớn ở ngoài Hồng Khu, Hồng Kông á, Bel Air của Houston này á, họ không bao giờ tin có hội Long Hoa. Họ không bao giờ tin Đức Thầy. Cả ông thầy Nhật Từ với mấy ông thầy hồi nay cũng xỉa xói Đức Thầy nữa. Họ không bao giờ tin ngày mai họ đi xuống địa ngục. Họ dẫn thêm một đống Phật tử và làm hư một cái dân tộc nước Việt. Tại cái tinh thần, cái nguồn gốc mà cho nước Việt cường thịnh đó, là phải là nền tảng đạo đức, nhân, lễ, nghĩa, chí tính. Ông chỉ là cà gù cà gật, chỉ là thu tiền những cái Phật tử gọi là mê tín. Ông chỉ hơn kìa có cái áo vàng. Ông không có dạy gì được cho dân tộc Việt Nam có chánh kiến, khai trí. Họ chỉ nói để mà gu ngủ, để đè xuống những cái tinh thần bất khuất, những cái trí tuệ siêu quần, để cho dân đừng có đứng lên. Đó là ban tiên giáo. Thì hôm nay á, có bốn loại thuyền Đức Phật giảng. Cái loại thuyền mà gia đình của con bị phải, loại thuyền nó nặng lắm rồi, chứa nước dơ nhiều rồi. Cho nên bao nhiêu thiên tâm vô thì cũng chẳng có làm sạch được. Thuyền bị lủng rồi. Thôi thì để cho đi vài ngọn gió đi. Cho nên lúc mà cái đạo thiên tâm ra đời, để cho nó con đừng có buồn. Ở trong đạo Phật 2000 mấy năm, cả cùng chùa, cùng huynh đệ tỷ muội, cùng môn phái, họ còn chống đối nhau. Huống chi cái chuyện lạ này xảy ra, sao họ không chống? Tâm đã tà rồi, khó thay đổi. Thôi thì cái mùa này mình thất mùa, thiếu nước, thiếu mưa, thôi cài bỏ, mình gieo hạt giống mới. Chúng ta hôm nay là những hạt giống mới, nhưng mà hạt giống đầu tiên thành công trong lịch sử nhân loại. Vì kiện mới ra đời không bao lâu mà có mấy chục triệu người hưởng ứng. Ngày xưa Đức Phật thì chỉ năm anh em mà chỉ có một ông Kiều Trần Như là tinh Phật. Người lỗi lạc thứ hai là ông Mohammed. Chỉ có bà vợ ổng thôi, không có người đệ tử nào. Đức Chúa Giêsu là siêu quần, chỉ có nửa người đệ tử, đó là ông Phare. Là vì cái đệ tử ruột của ổng phản ổng, cuối cùng sám hối thì tính có nửa. Hôm nay chuyện này có đại phước con đóng áo vàng ngồi đây, thì ai chánh đạo. Bài kính thiên số 2 cha có nói: mở ra chánh đạo thiên tâm cứu đời, ấy là ân phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Chỉ có con của thượng đế mới được lập đạo. Dầu cho một vị thầy giáo lỗi lạc, cả Phật Thích Ca cũng không phải là giáo chủ. Coi lại lịch sử đi, cái đạo Phật là cái process. Năm 1990 Liên Hợp Quốc đã tuyên dương đạo Phật là đạo từ bi, không có một giọt máu đổ. Ngày xưa người Viking, người Âu Châu dùng, cũng là thờ thượng đế, cũng thờ Chúa Giêsu, nhưng mà họ vì tin lành và công giáo họ chiến đấu nhau, họ giết hàng rạ. Cả tới ngày hôm nay đạo Hồi giáo Muslim cũng là thờ cha, mà đâm hai chiếc máy bay vô tòa tháp. Rồi bây giờ ở IS tùm lum, điều sai. Đạo thiên tâm chúng ta nó không có khó, nó cho mở rộng là gì? Giao duyên, tâm tịnh nhục và trường trai. Ai căn cơ nào theo đó vẫn thờ thượng đế, nhưng mà mình học cái công thức của Phật. Cái công thức mới là quan trọng. Bây giờ cái computer của mình, cái điện thoại của mình upgrade lên cái software mới. Đạo công giáo là cái điện thoại cũ, hôm nay có cái software mới, bỏ vô để nó điều hành mạnh hơn, nhận được wifi mạnh hơn. Thì đạo thiên tâm chúng ta là đạo công giáo được lên lớp, từ trung học lên đại học, học suốt thế gian,
Đạo Công giáo họ ăn lành họ ở hiền thập thiện thế gian, không có xuất thế gian. Hôm nay chúng ta về Đạo Công giáo vẫn giữ cái nguồn tin đó, không có mất đi cái lòng tin, nhưng biết về có nghiệp quả, có luân hồi. Không phải lúc nào cũng Chúa tha, Chúa không có tha hoài. Một năm mà đi ngoại tình 10 lần, ở cuối năm cái vô cái là Chúa tha, không có vụ đó. Còn cái Phật tử cà gù cà gật á, là thuộc 5 loại, bị những thầy quốc danh thời nay á, nhồi sọ rồi. Việc này dạy khó lắm. Kiệt có mấy nghìn Phật tử, 3-4 nghìn Phật tử tu tập chung với Kiệt ở cái chùa Freeman á, năm 2008 Kiệt mở. Khó nói chuyện lắm, là vì họ không có hiểu cốt lõi của Đạo Phật chúng ta là trí tuệ. Nhưng mà hôm nay đa số Phật tử không có sanh ra trí tuệ, không có cái chánh kiến để mình nhìn thấy được cái gì là thật, cái gì là giả. Thầy gì thời nay mà cứ tối ngày cứ đi làm từ thiện đi cho tiền. Nếu như vậy tại sao Phật Thích Ca ngày xưa cầm bình bát phải đi xin? Tại sao Phật Thích Ca phải đói, phải đi ăn đoạn của ngựa? Nhìn đi. Còn hôm nay thầy giàu quá, lúc nào cũng đi làm từ thiện khắp thế giới. Rồi có ai hỏi câu hỏi gì nữa không? Nói một câu nó nhiều quá, nó hết thôi. Chừa hơi để trả lời câu khác. Thôi bỏ tay nha. À, trong năm loại á, loại mã tấu, loại kiến cận, loại đó, loại cà gùa, cà gùa, cà gật, con chiên, loại đại gia. Dạ, thưa sư phụ, dạ, hồi nãy đó, có nghe sư phụ nói là sẽ lập cái trường đại học ở trên đất Thiên Lâm Giang này. Mà cái tuổi của anh bây giờ lớn quá hết rồi, không biết có còn được hay không. Nhưng mà mong sư phụ lập sớm được, đặng để cô anh chắc cũng có một cái muốn góp cái phần để dạy tiếng Việt cho học sinh. Bị gì hồi từ năm 2001 cho tới năm 2008 cô anh dạy tiếng Việt ở ở Thiên Tân này cho mấy em học sinh đó. Giờ cô anh cũng muốn sư phụ lập sớm được cái trường đại học Thiên Tâm, đặng để cô anh ghi tên vô, đặng dạy tiếng Việt nữa. Dạ, cho mấy em học sinh nhỏ nhỏ. Rồi, con hiểu ý bác này. Dạ. Còn có trường đại học ở trên trời, dạ, chúng ta nên nhớ nha, mỗi tầng trời cũng có cái trường. Mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị Phật đều dạy. Tại vì lúc mà cách đây 5-10 năm trước con đưa cái gia đình mà sanh ra xác phàm này về trời, thì mấy vị nói ở trển cũng có những vị Bồ Tát đang dạy. Ở tứ đại thiên vương tầng này là cái tầng thấp nhất, nhưng mà mình không có đi vào ba đường ác thì mình lên trển mình học tiếp. Mình học xong rồi mình xuống để mình mang thân người, để mình học lẹ hơn. Mang thân người giống như đi đôi hia bảy dặm vậy đó, mau về cõi cao hơn, không có luân hồi sanh tử. Hôm nay Thiên Tâm ra đời, ai giữ đúng 12 giới luật cũng không có thoát luân hồi sanh tử. Cuối cùng mà cái mục đích cuối cùng thì của Thiên Tâm nó cũng giống như bên Đạo Phật là thoát luân hồi sinh tử. Đó là mục đích chúng ta. Chúng ta đang ở tù, chúng ta đang chịu khổ, chúng ta đang đi học, chúng ta đang vào một cái lớp thi. Chứ không phải chúng ta đang ngồi ở bãi biển mà về kế sinh. Cái cõi này không có gì là sướng hết. Còn cái trường đại học này á, trong đời bác, theo cái sự hiểu biết của con á, thì con không biết là ngày giờ nha. Con chỉ biết á, là khi trứng rồng mà nở á, thì thiếu gì người dành xây. Thì bác có thể là người đặt cục đá trong đời này. Còn mà thấy mà vậy thì ăn thua mấy cái nhà thầu để xây lẹ, xây chậm. Thì con chỉ bảo đảm cái đó là sẽ có. Chứ còn trường học của bác trên kia có sẵn rồi. Bác hiền gì bác phải đi về trời chứ. Chứ đâu đi vào ba đường ác làm gì. Dạ thưa sư phụ, 23 năm trước, tức là năm 2000, đệ tử có con ở trên chỗ Hồng Kông 4 đó. Một đêm đó nằm chiêm bao, thấy ông rồng thật đó bay trên trời.
mừng dữ lắm, kêu gọi người nhà đặng coi. Mà dậy thức giật mình, thức dậy thì không thấy nữa. Mà bây giờ 23 năm sau, bây giờ thì nghĩ rằng các vị rồng xuất hiện ở trên Hilton mình nhiều lắm. Hồi đó mừng, thật là mừng. Mừng nghĩ rằng Hilton mình làm gì mà có rồng bay ở trên trời. Mà lúc đó, đó đệ tử đang ở chợ Hồng Con, gia đình ở gần chợ Hồng Con 4 đó. Mà ngủ trong cái giấc mơ thấy rồng lớn, ông rồng lớn lắm, ông bay ở trên trời, bầu trời mà ở cái chỗ mình ở đó. Thấy mừng, hết sức là mừng. Vậy mà không giật mình thức dậy thì mình mừng, mà mình không biết là chừng nào mới có sự thật. Nhưng mà bây giờ tới năm 23 mấy năm nay sư phụ kể thì bây giờ mình biết là có rồng xuất hiện ở Tiêu Tâm rồi. Dạ. Yeah. Ông bay là quá trời luôn, kể ông quay phim bỏ lên á. Bạn mình thấy rồi nhưng mà mình thì chưa thấy. Thì bắt vô, bắt vô không có vô được Facebook hả? Dạ không biết. Ờ, con bỏ trên mạng quá trời á. Dạ. Trước khi Kiệt lên mạng, trước khi con lên Covid, bị Covid con lên mạng á, thì mấy gì còn ẩn. Dạ. Sau này ở đâu có thiên tử thì ở đó có rồng hộ mệnh. Trên thế gian này chỉ có một, không có hai. Những người có mặt hôm nay là có đại phước gặp được con. Không phải con nói con ngã mạng, đó là thật. Mấy vị đang đứng đây nè. Tại vì khoảng vài nghìn năm con mới xuất hiện một lần mà mang xác phàm. Có những lúc mang xác phàm không có được lộ cơ. Hôm nay cơ trời là xổ số. Con với Đức Thầy là người cầm bản phong thần thì mới những di rồng cũng xuất hiện theo để mà cùng độ chúng sanh, để có lòng tin. Thì những gì xuất hiện chỉ có 5-6 năm gần đây thôi, chứ trước đó đó kinh sấm có nói thời mạt pháp, thời thượng quân, ai có phước sẽ thấy rồng phụng trên mây. Ai mà chi cứu kinh điển của miền Tây đi, thì hôm nay chúng ta còn sống qua mùa Covid mà thấy rồng phụng trên mây. Phụng Hoàng là ở Sài Gòn có rồi, còn rồng là mấy ông ở Thiên Long Sơn mà lũ khủ. Ở đây cũng vậy nữa nè, hồi nãy ở đây nữa nè. Thì là chúng ta đang có phước. Bác còn sống qua được tới ngày hôm nay, hút mùa Covid là bác đang có phước. Vỗ tay bác này, lớn tuổi mà còn ngồi ở đây. Thì nó mấy vị rất là hiện hữu chúng ta. Họ ở trên cách xa chúng ta hàng 8-9 tỷ xa ánh sáng. Nhưng mà vì con hạ phàm, cha mới cho những vị hộ thể. Cái thế lực hữu hình của mình á, dân chơi súng ống rồi á, cũng không có bằng thế giới thế lực vô hình. Thiên ma với A-tô-la lúc nào á, nó cũng muốn hại cái xác phàm này. Cho nên đến lúc mà cơ trời đi đến lúc khúc cuối này á, thì cha mới bổ sung thêm rất là nhiều vị để hộ thể. Thấy rồng trên mây. Ai bác nào có hỏi gì không? Con đi vòng vòng ấy, con cầm vòng vòng. Ha, đại ca đó, nhà trí thức. Xin hỏi anh Kiệt qua câu này hơi về ở gần gần đó anh. Dạ, hỏi về tâm linh thôi. Tôi muốn hỏi là ở trong cái sám giảng của Đức Quỳnh Phú Sổ đã nói sau khi hội Lộng Hoa xong xuôi lập đội rồi đó, thì tất cả các đạo chỉ có một đạo Phật mà thôi, không tôn thờ tượng Phật gì hết trơn. Thì nước Việt Nam là có vua Hấn Hoàng, mà nước Việt Nam được gọi là Hấn Bang, mà vua Việt Nam gọi là Hấn Hoàng. Xin anh cho cái đó đúng không? Trong cái cuốn của Đức Quỳnh Vũ Sổ nói vậy đó. Ờ thì anh gắn chờ đi, không bao lâu anh sẽ diện kiến ngài, anh hỏi ngài sẽ giải thích chính xác. Còn em thiệu hàng đệ tử thì những gì em nói theo cái góc độ của em thì bây giờ anh thấy thiên tâm sẽ thống nhất thế giới. Mà mình học Phật, đạo Phật không phải là đạo, là một cái
philosophy, mỗi công thức thì là đúng rồi, thần kinh nó có trúng rồi. Còn cái chuyện mà nước Việt Nam có vua, có hưng hoàng, có gì hay không á, thì người nào viết ra những lời đó, Kiệt chỉ chịu trách nhiệm những gì Kiệt nói trên mạng 235 cái clip 5 năm nay, nói quá trời. Thì tất cả ngoài kia có quyền thâu xuống để dành. Sau này nếu mà nó thực tế mà Kiệt này làm không đúng thì có quyền đưa lên mạng, thời đại văn minh mà, để mà làm bằng chứng. Lời nào cũng là lời thật, chỉ là chúng sanh không có hiểu tới thôi, chứ không phải lỗi của Kiệt này nghe. Tiếng Việt lớp 4 mà hôm nay mà nói được vậy á, là cả nước Việt Nam á, là phải cho cái ngón tay đi lên này. Anh có tưởng tượng một thằng mà 75 vô đi làm ruộng, người tới 79 đi vượt biên, không biết cái gì mà hôm nay nó là tiếng Việt kiểu này á, mà còn karaoke được thì anh phải mừng chứ. Chứ đâu phải anh vùi dập nó được. Bây giờ còn mấy thằng nó qua Mỹ đi vô học sinh, nó học xong lại học Việt Nam, hai mấy tuổi qua đây có 3-4 năm, về Việt Nam giả bộ cần ngậm cần nhiễu. Anh thấy tụi nó có ngậm không? Nhiều rồi là đủ hiểu rồi. Nó còn chưa biết chính chú 13 đời vua là gì nữa kìa. Tôi hiểu hiểu hết. Thì anh nghĩ là cái phước của nước Việt, mà cũng là phước của tôi. Sau này Hớn Hoàng hay là chờ vua Kiệt hồi quý, cái vua Kiệt hay là anh hùng Học Kiệt vậy đó, cộng sản thì nói là anh hùng Học Kiệt, nhưng mà những người trong cao đồ của Hòa Hảo, của nước Việt, thì cái chữ đó người ta không có giải thích được. Đến khi Kiệt xuất hiện á, rồi bị ông cao gì ta hả, Châu Lan, người dưới một đống mấy ông Hòa Hảo mà cứng đầu á, mà Đức Thầy ngày xưa cũng đã tiên tri trước rồi, sau này á, những cái người mà chấp tướng chấp pháp á, thì ta dành cho một đống mấy cây dừa đó, thì có ông đó, ông chửi quá rồi ông còn hứa vô hết tập 1, tập 2 ông chửi tiếp. Thì lúc đó đó mình buồn cái mình nói sư phụ bây giờ chuyện này sao, cái ngày mới về ngày mới nói ta tiên tri sấm cơ là tuân lệnh của cha con, những lời ta nói cái đó là tên của con đó, thì con phải làm sao giải thích cho họ hiểu. À, mình chỉ nói vậy thôi, chứ bên Hòa Hảo người ta đã cố giải cái từ chữ từ câu, những nhà gọi là triết lý học về thần học của Việt Nam, tất cả những chữ gì mà Đức Thầy từ bên lời cho tới trong lời, người ta không có dịch thiếu một chữ nào, đều chính xác. Tới cái câu đó ai cũng bó tay. Cái bài Xuân Hạ Tác Vườn Thư á, nó ra đời trước khi Kiệt này sanh ra mà. Bảo Giang Thiên Tử Sức, Long Chân Trình 500 nói trước. Bảo Giang là một cái giang sơn gấm dốc bảo châu báu ngọc ngà, sau này sẽ là một cường quốc, vì có cái đạo ra đời sẽ là cường quốc. Thế giới là đều là đạo, có người không có đạo, cái cây không có nước. Thì có dòng sông Cửu Long, có chín ông rồng. Kiệt sanh ở miền Nam, nói tiếng quê miền Nam, mình ơn à. Mình ơn à. Ăn cá gô bỏ một gỗ, nghe gồ gồ. Bây giờ á, cộng sản nó hay lắm, cái nào phần nào mà tin thiệt thì nó không tin, cái nó lấy sấm cơ của Đức Thầy, cái nó có cái sông Bảo Giang vậy ngoài Bắc, rồi xong cái ảnh cứ nói là thiên tử mà sanh ngay cái sông mà mấy anh đặt tên á, tức là trong sấm cơ đặt ra hải ngoại một đống thiên tử luôn. Cái mấy vị mới nói sẽ có biết bao nhiêu Phật Di Lạc sẽ xưng là Phật Di Lạc, biết bao nhiêu thiên tử sẽ xưng là thiên tử, thì lúc đó thứ thiệt mới ra đời. Thì ngày xưa con thấy á, những cái người lỗi lạc như cô Vô Thượng Sư, ông này Roma, ai mà lên mạng cũng xưng là Phật Di Lạc hết. Rồi con Thêm Mi, ai cũng thích xưng hết. Rồi ai cũng thích xưng thiên tử hết. Nhưng cái quan trọng nhất, họ không bao giờ dám lập cái đạo. Cả ông Lý Hồng Chí, có cả trăm triệu tín đồ,
chỉ là giảng gân giảng cốt, cũng không có dám lập cái đạo. Lập đạo là chết liền á, không có ấn của cha, không có lực lệnh thiên đình, làm sao dám lập. Cái đó là nhân loại mà có người căn bản cũng phải biết. Huống hồ chi á, kiệt lập bàn thân ba lần, lần thứ nhất năm 2018 trước Covid, lúc đó mấy vị nói sắp sửa có chuyến bom em tử đó con. Thì lúc đó quảng hồn, mình thương nhân người trên thế giới, lập bàn thắng ở trên đó, mấy chư Phật ngồi trên bầu trời bữa đó, có cha nữa, ok rồi, con đại diện cho nhân loại, con xin sẽ không có bom nguyên tử. Tới ngày hôm nay chúng ta không có bom nguyên tử là nhờ ba cây nhang của Kiệt, 12 cây nhang. Đến khi mà thằng Nga nó sắp sửa đánh vô khoen chiếm thành Kiev, mình quảng hồn nó mà chiếm Kiev, thì cái bà Venga, bà tiên tri, bà trúng hơn mình sao? Bà nói là Âu Châu sẽ không có bóng người sao? Bà là đâu có phải là chân mệnh cao, tôi siêu hơn bà, tôi đâu có để bà trúng cái này được. Thì từ đó mình mới sinh. Thì lúc đó mấy ông mà có cánh á, vỗ bạch bạch á, ông bay và ông phun tiết 40 mấy cây số mà xe tăng của nghe đó bị phô sành, mà trong lúc trời nóng nha, quý vị thấy có màu nhiệm không? Đó là trận thứ hai bằng thắng. Trận thứ ba là gì? Nước Việt sắp đại nạn chết đói. Là vì khi Biển Đông mà nổ súng, mà giống như kiểu mấy em gài mà Trung Cộng nó cho máy bay thả bom mà bay vòng vòng á, là nó cũng ngứa lắm rồi, chứ nó đâu có dư tiền đâu mà mua xăng mà nó bay kiểu đó. Mà khi mà đường hàng hải, đường hàng không mà bị không có cho vô nước Việt, để không có viện trợ vô, thì quý vị nghĩ hiện giờ dân mình bệnh đang sống như thế nào? Sống từ lon gạo mỗi ngày, tính từ ngày đúng không? Mà trong vòng 3 ngày thôi mà không có cái gì thì làm sao mà sống? Có phải là đói la liệt không? Có ai bây giờ nghĩ nước Việt Nam hồi bữa bị Covid mà bị chặn mấy ngõ hẻm mà đói không? Đói chết nhiều hơn Covid á. Thì mình biết trước mình nói. Cho nên hồi 30 tháng 4, một công ba bốn chuyện. Hey, cái ngày này á là cái ngày không có ăn mừng, và cũng không có phải là ăn buồn. Là cái ngày này là cái ngày kỷ niệm thôi. Thì ngay cái đỉnh Thiên Long Sơn ngày 30 tháng 4 hồi bữa hổm cách đây 2 tháng ở trên xuống, và mình xin cho nó qua lẹ. Tại vì mình thấy kinh tế nước Việt kiệt quệ rồi. Mấy vị hành căng này cũng hành vừa thôi đó không, chứ hành quá đó. Mấy ông nội cứ chuyển tiền qua Mỹ, rồi cứ lựa ai giàu mấy ông bầu đi chiên bột, thì cũng không có phe với người ta, không có công bình. Thì những người nghèo á thì đói, thì mới lập cái bàn 30 tháng 4. Thì lúc đó mấy vị bề trên á cũng cho một phần, chứ không phải mình ỷ mình con bữa cha cái mình cũng xin gì cha cho không á. Cha nói bữa đó tại xin là nói chuyện luôn, chứ không phải xin là phải chờ kết quả giải đáp tại chỗ. Thì nói mời con cha cho một phần còn lại là nước Việt. Cái quan trọng Kiều muốn nói chỗ này, những người mà sâu sắc, có trí thức cao, những hòa thượng lớn, những nhà tâm linh của nước Việt, học vấn cao, phải suy nghĩ một điều giùm Kiệt. Đó là không ai trên thế gian này dám đặt cái bàn mà tới trời hết. Dầu cho vị hòa thượng lỗi lạc, 100 ông luôn cũng không có dám. Đó là không có đúng với cái luật của vô vi. Cuốn chiếc kiền này có ngọc ấn của cha cho, có kim bài của Phật Di Lặc ban. Khi những cái đó mà nằm trên cái bàn á, thì cả cái quả địa cầu này, những vị thần thấp thần cao, tiên thấp tiên cao đều quỳ về hướng đó. Dầu cho họ ở quốc gia xa xôi, từ Phi Châu hay là ở bên Nam Mỹ, cũng quay về hướng của Thiên Long Sơn ngay ngày đó, thời điểm đó. Họ có bận cỡ nào họ cũng phải quỳ. Mình làm bao nhiêu chuyện, cái cuối cùng chỉ về tôi yêu tiếng nói tôi thôi.
làm mà không có sợ bị cha phạt, tổn phước, tổn thọ hay cha bắt đi về. Chỉ thấy cái chuyện trước mắt, mình sinh, mình sợ. Nhưng mà đại diện cho nhân loại của quả địa cầu này chỉ có một người duy nhất. Là mỗi một lần là bàn thánh là đứng trên hàng 8 tỷ người. Cơ trời không phải đi riêng nước Việt mà đi nguyên tất cả các quốc gia. Thiên Long Sơn là nơi duy nhất có cái mối liên hệ thông thiên với bề trên. Thiên Long Giang là một chiếc đũa, tại cái gì nó cũng phải là cặp. Thì đây, nơi đây, những người con của Lạc Long Quân Âu Cơ, những người họ Thiên, Lạc Long Quân Âu Cơ là nói chung hết những cái thành phần ngoài kia. Và những đứa họ Thiên hôm nay hiểu cũng đều là chung. Nên mỗi người mỗi tay, mỗi trí thức, mỗi trí tuệ về đây nhìn làm được cái gì làm để mà phát triển cái này á, cho nó đẹp lên, để mình thu hút những người ở phương xa khi mà có cơ hội về Houston á, đông là nhờ cái này. Sau này cái nền kinh tế của Houston lên á, nhà hàng chợ búa tiệm neo rồi đắt á, là trước tiên là người Việt khắp thế giới về nơi này thì họ cũng đi xuống dưới kia, thì cũng là tốt chung. Và những đứa nhỏ cuối tuần thay vì đi chơi thì nó ra đây nó ngồi picnic, camping hay là nó làm gì, thì có những nơi thờ phượng anh hùng dân tộc tổ tiên của mình thì cũng tốt cho nó. Thì nơi này là cái nơi chỉ có tốt và chỉ có làm lợi lạc sức khỏe và tinh thần thôi. Còn bất cứ nơi nào ngoài kia thì mình không biết, thì do chánh kiến nhà mỗi người mỗi chọn lựa suy nghĩ của họ. Chùa này chùa kia, hội đoàn này hội đoàn nọ kia, nhưng mà nhìn mục đích cuối cùng họ là cái gì. Thì nếu con họ Thiên hôm nay và những con rồng cháu tiên ở ngoài kia đó, họ cũng là anh em mình thôi, để người hiểu trước hiểu sau, thì cái nào có lợi cho mình thì mình nên chọn cái đó. Như đạo Phật còn có ai hỏi gì nữa không? Rồi thôi mình đi ăn cơm. Hỏi hai mai cầu con hỏi. Đây nào con. Đây. Nói chuyện hồi cũng khô cổ ha. Nóng quá. Con là Thiên Thanh Thủy, con xin nhà cô giải thích cái năm 93 của con cách đây hơn nửa tháng. Cái ngày hôm đó đó, sau khi con lo cho thằng con nó đi workshop rồi, con mới có mở cái YouTube để con coi. Mà con trong khi đó thì con lên cái ghế massage, con ngồi chúng ta con coi. Thì nè, một hồi cái nằm thấy Kim Ba, con thấy ở nhà con ở bên Việt Nam đó, cái dãy phố đó chỉ có hai căn có lầu, mà căn cứ nhà hai bên đó ngay góc cái góc vách tường của hai bên đó có một cái bếp của ở bên theo kiểu như Việt Nam, là cái tấm đan với hai cái tấm đan đứng vậy đó. Ở trên thì có bốn năm gã cây ngồi, trong khi đó thì sư phụ đứng ở nửa lưng cái hai cái cầu thang đi lên. Còn trong ông kia sát vách cái chỗ gần cái bếp á, thì có cái anh đó cũng khoảng cỡ năm mấy sáu chục tuổi ngồi nói chuyện với sư phụ. Rồi con thấy vậy, con qua con thấy hai người nói chuyện thôi, con đi về đi qua bên kia. Một hồi con trở lại thì thấy là không còn một cái bếp đó, không còn cái gì hết. Mà sư phụ đi cũng vẫn còn đứng nói chuyện chi cái anh đó, mà anh đó hình như phải đứng không còn rồi, mà không biết cái đó điểm đó là cái điểm gì nha. Ngoài còn khiến cái nước để đây nè, cho mấy đây ai uống rồi uống, chứ nãy giờ ai cũng khát nước. Thiên nguyên mấy cái tray nước bỏ đây. Kiệt này thuộc dạng chiết thân, không phải như những người bình thường một hồn một xác. Ban đêm ai mà có cảm ứng kêu Thiên Tướng Kiệt, dầu cho bất cứ nạn gì thì cái chiết thân nó sẽ đến. Cho nên có rất nhiều người trên thế giới, người ta thấy tùy theo cái người đó đức độ tu kiểu nào thì cái chiết thân sẽ hiện để mà cảm ứng giống vậy. Thì có thể một đêm có thể chiết thân ra 100-200 người,
đi làm việc đủ mọi nơi. Chị không phải người thường, mang thân thường, nhưng mà không phải người thường. Thì cái đó có những cái mà chứng minh rồi đấy. Người thường không có bảy dòng hào quang. Thì có thể là tự có lòng tin, có cảm ứng. Đức Thầy xưa là ổng đâu phải người thường, nhưng mà chỉ có người đời cho ổng người thường thôi, cho ổng cũng mặc cái quần ổng ngắn ổng cạo mà cái áo bà ba, nhớ không? À, thì Đức Phật Thích Ca cũng vậy thôi. Thì thời nay Kiệt được nói thì Kiệt nói để cho quý vị không phải là ngã mạng, để quý vị có sự hiểu biết. Bây giờ Phật hay là Bồ Tát xuống trần phải làm sao? Làm sao mới gọi là Bồ Tát? Hành động, lời nói chưa đủ à? Còn muốn phải ba vòng vòng dù dù kể lưng cọp, con cọp ba vòng vòng trước mặt rồi mới chịu hay sao? Muốn sao nữa giờ? Suy nghĩ đi. Tại chúng sanh họ chấp, nói rõ luôn rồi đó. Bây giờ muốn thì sao? Cũng giống như Bồ Tát Phổ Hiền phải không? Kể ông sư tử phải không? À, muốn vậy hả? Vẫn chơi hoài đâu phải là hát xiệt. Chỉ cái chúng sanh ở Việt Nam vô minh. Ông Rồng hiện mây đã là phá lực của âm dương rồi, nó còn muốn mà mây phải bay lượn nữa. Trời ơi, chúng sanh Việt Nam nhiều lúc nó vô minh vậy. Thì cũng y như là bây giờ á, cái trí tuệ và cái đạo đức của con người nó không còn nữa. Cái đó là tại sao hồi xưa Đức Thầy và những vị trên nói á, chứ chuyện mà không xuất hiện kịp thời á, cái nước Việt thành á, đồ đồng đồ đá. Quý vị có thấy á, dân Trung Cộng mà nó bị bịt mũi về internet, bịt tai, dân bắt hàng á, nó có giống đồ đồng đồ đá không? Có ai giờ tin thằng Kim Nhân Ngũ nó chọi cái là phi thuyền của Mỹ gớt không? Nó còn nói hamburger, mặt đen nồ á, là của Kim Nhân Ngũ chế ra nữa, dân bắt hàng á. Rồi cái thằng mập đó mà đi đâu á, dân khóc như đứa đám ma vậy. Đúng là nhược trí mà. Nhìn thấy tức cười không? Việt Nam mình cũng sắp sửa thành vậy đó. Sắp sửa. Nhưng mà cũng mai bước là nhờ tới 6 triệu người hải ngoại. Mỗi một gia đình chúng ta, mỗi một người lớn tuổi gửi tiền về cho anh chị em cô dì bác cháu mình, cũng phải nói cho họ biết Thiên Đức Kiệt này là thứ thiệt, vàng thiệt không có sợ lửa. Vàng tức là vàng, than tức là than. Thì mình phải nói cho họ biết trong gia đình để họ quay đầu cho kịp, để không có đi vào ba cái đường ác. Chứ không phải cho cái phần lợi, Kiệt không có cần gì chúng sanh hết. Bồ Tát Thi Ân bất cầu báo. Mua đất này triệu triệu, mua đất Thiên Ông Sơn mấy chục triệu, cứ cho ra không, không bao giờ nghĩ lại lấy một đồng nào. Bồ Tát sợ chúng sanh là sợ nghiệp, Bồ Tát sợ giao nhân. Cho nên làm xong cái đời này Kiệt đi về, thế giới này còn bất công Kiệt sẽ không thành Phật. Nhưng mà kiếp này Kiệt về luôn thành Phật rồi đó. Vì không còn cộng sản nữa, thất nghiệp rồi. Thiên ma nó đi về chỗ của nó bị ba cha nhốt. Thì mình đâu còn chuyện gì với này mình làm. Chỉ còn hai cái thể chế đỏ, đen với đỏ thôi. Thì mới ngồi ở đây. Rồi, đó bắt Linh Ứng với con ghé ăn thăm bác thôi. Hiện tại giờ chữ lót là gì? Rồi, Thiên Thị Thanh, con của ông trời. Con tên gì? Rồi, Thiên Thu Hà, con của ông trời, Houston. Rồi, tên gì? Thiên Thị Phượng ha. Rồi. Thiên Bích Chi. Thiên Tâm Yến, con của ông trời. Cái này cô tiên nè. Nhìn mặt là biết tiên rồi. Con đang nằm ở trên đó mà.
Thì con cứ gửi cái số qua rồi tối sư phụ ngồi thiền về thăm ổng. Dạ, thưa con có hình đang sư phụ. Lâm Liên hả? Dạ. Đang bận, ok rồi mở hình ra. Lâm Ngọc. Lâm Ngọc nghe con cũng trời. Dạ, dạ con người Mỹ hả? Dạ, thưa người Việt Nam. Giống Mỹ quý vị, tên ông tên gì? Dạ, Thiên Hữu Hạnh. Thiên Hữu Hạnh, tại vì ok rồi mấy vị đứng đây thấy rồi. Thiên Ngọc nghe. Thiên gì con? Thiên Thái Thảo hả? Ủa này làm đẹp quá, nhỏ xíu nhìn cũng đẹp nè. Mấy người cho anh nước. Khi mà đưa qua tay Kiệt, Kiệt bỏ điển của Kiệt vô, Kiệt đọc chú của Kiệt vô. Thì những cái Kiệt cầm á, mỗi gì mà đưa qua một tay một vị nào khác á, nó sẽ mất cái điển của Kiệt á, thì lúc đó không có linh nghiệm á nghe. Tại người nào cũng có cái điển riêng á. À, cả các con cũng đều có điển riêng á, nhưng mà nó hơi thấp. Thiên ngoài, thiên ngoài, bảo cảnh. Cậu tên này đẹp đó nghe, tên này dễ nhớ á. Nhỏ này dễ. Cũng làm chức Thiên Anh Khoa. À đây là mấy cái thế hệ mà dựng nước đây là cột trụ nè, cột trụ của nước nhà ở đây. Có cái dấu trung tâm thế này. Ở đâu còn có này vậy? Dạ ba bạn làm cho. Ở Việt Nam á hả? Dạ. Dấu dấu nhẫn thiên tâm nữa. Ồ con cưới vợ gì? Dạ. Mà cứ không mà cưới vợ mà đeo cái nhẫn thiên tâm này á, nó cũng có sự mộng nhiệm nha con. À. Thiên Thanh Tâm sư phụ. Dạ, dì của con Việt Nam mới qua. Ồ, Thiên Thanh Tâm. Dạ, con. Dạ. Khỏe không? Dạ, khỏe. Dạ, con. Hai đứa con có con hả? Thiên Tệ An. Bây giờ không thấy con. Ồ mày mày ngầu á. Dạ. Nước mặt lên coi coi. Mày nữa giàu dữ lắm. Mày nói giỏi lắm. Dạ. Thiên gì? Nó tên gì? Dạ, Thiên Kiến Hưng. Thiên Kiến Hưng. Dạ. Thiên Tệ An. Thiên Tệ An. Rồi. Sao lại gần? Con tên là Thiên Chí Khởi. Con có ông trời hả? Dạ. Thôi mình đầu hàng ông trời đi. Không ai hơn cha chứ. Thế gian này không ai hơn cha chứ. Kiệt chỉ là đại diện cho cha thôi nghe quý vị. À, Kiệt chỉ là con của cha, là anh của anh. Thì xuống trần mình Kiệt biết nhiều chuyện á, thì Kiệt chỉ là đại diện cho cha thôi. Chứ chúng ta là ở trên trời là anh em nhau à. Về với cha đi. Đi với ma quỷ làm gì. Tại nó chơi không có phe phải không. À, ma quỷ nó không có phe. Không có công bình. Mà không có mình làm bạn cho nó. Rồi tên gì? Thiên Đăng Khoa. Con gái và tên trai vậy? Dạ, hai đứa cháu ngoại. Lớn mà có cháu ngoại rồi. Dạ. Đúng như Sấm Cơ nói, 5 tuổi biết yêu bởi vì mới lớn có cháu ngoại. Dạ, em... Tưởng là chưa chồng nữa mà có cháu ngoại. Em cũng bởi vì kinh thuật nói trúng quá. Tên gì? Thiên Kim. Rồi. Ai ra ngoài đó lấy đồ ăn đi, mình break time. Thiên Tâm Thành. Rồi Thiên Tâm Thành. Đường này đi đứng à. Đúng ngầu quá ta, cái mặt đó. Đúng là mặt vuông quá, tướng trời. Đi lính. Anh gì? Văn Thích Triển. Ờ, sao đổi nó rồi?
Hôm nay đi làm. Tâm liền. Dạ, thiên thiên âm thân. Cảm ơn. Mấy bác ghế đồ ăn đi. Hay ngồi không vậy? Dạ. Mình ngồi đây chừng nửa tiếng, một tiếng nữa mình giọt cho nóng quá. Con có gặp sư phụ ở Cali rồi. Được rồi. Dạ, con thích nó. Cả một đời khổ ha. Nhìn nó mặt khổ. Dạ. Hôm nay hả? Dạ. Mà cũng phải giữ. Thôi quanh điệp. Chào bác. À, sư phụ, hôm rồi sư phụ viết cái này vô cái hình. Rồi bây giờ cái quên cái bóp bỏ vô trong cái giặt. Mất chữ khổ à? Không còn, nhưng mà mất cái hình mà bây giờ để vậy được không? Thì bây giờ mỗi lần bác nhìn cái chữ khổ này dạ. Thì bác sẽ được bớt đi nửa khổ. Đây nó bị broken rồi. Nó lạ có cái là vô mới giặt cái gì cũng banh hết mà cái chữ này còn. Thì bác thì mới nói. Đó. Ừ. Cái tờ giấy thôi. Dạ dạ dạ. Như cái hình đó mất hả? À, vô ở cái hình này mất. Dạ. Mày vô còn. Vô mấy giặt còn. Dạ. Thì bởi vậy mới nói cái gì cũng hư hết rồi mà có chỉ có cái chữ này còn. Tức là mình vẫn còn khổ. Như vậy rồi giờ khỏi có viết lại hả sư phụ? Đây không có đồ nghề đó, có cái móc cờ mới viết lại được. Móc cờ có đứa nào có giấy đồng người cho không tẩm mới. Nhưng mà tấm này đừng có bỏ, cứ để không bỏ, nhất định là không bỏ. Thì này có màu đỏ kìa. Có màu đỏ không? Để cho mấy người này xong đi gửi này vụ này sao? Tên gì? Thiền Tấn Phường. Anh muốn gì bữa nay? Muốn làm con ông trời ha, con quỷ? Con ông trời phải không? Ok rồi, về trời nha. Về thay thế Võ Văn Thưởng nha. Đợi chút xíu. Cái nấm hả? Cái nấm mắc nó có. Chị, đâu ai bác sĩ vô thấy mặt nó là biết nó. Khẳng cho nó. Vậy đâu có đỏ. Hôm bữa gặp nó là Tiên Harry, giờ con muốn đổi tên Nam được không sư phụ? À, đúng rồi đó, tên Việt Nam tên gì? Thiên Xuân Quý. Thiên Xuân Quý hả con? Thiên Xuân Quý. Thiên Xuân Quý. Làm cái sự tới cái kênh Thiên Xuân Quý. Dạ, cảm ơn sư phụ. Anh tên gì? Lê Thị Thình ở Việt Nam. Anh ở tỉnh nào nhỉ? Quy Nhơn, Bình Định. Kiểu anh lấy hình cha mẹ đó rồi ở nhà khấn cha mẹ. Ủa bà này bà giàu lắm ta, cho mượn tiền. Cái này con làm á hả? Hay á, con cũng giỏi, có tài á, cái này hay à. Rồi quên, chưa có đọc chú vô. Con á là cột trụ của nước Việt, con gắng học cho giỏi, tốt nghiệp thì nhưng mà cái nơi mà mình vừa làm việc để mình có tương lai á là nửa Mỹ nửa bên Việt, thì con cứ vô Mỹ con làm để con học nghề gì? Computer science. Một chất xám cho con mà người Việt mà con hậu thiên á. Con về á, con làm thầy giáo, con có thể dạy cả triệu người Việt được. Thế nên ở trên á, đặt những đứa này ra. Thì lúc mà dù xuống thế gian này á, thì những đứa này là nó thi theo cái tuổi, trên tính theo từng tuổi. Giai đoạn nào, đứa nào làm nhiệm vụ gì. Thì mấy đứa này là ở trên trời thấy mặt nó sáng không? À, để nó nói tiếp cái dòng họ thiên. Và đồng thời, những đứa này á, là những cục trụ đưa nước Việt lên cường quốc. Còn á. Ồ thì mình phải chịu khổ chứ giờ con sướng. Con cặp bồ với Mỹ trắng, Mỹ đen. Con đi chơi con đâu có tới đây để gặp sư phụ. Nó phải khổ vậy mới đúng.
con. Nhiều quá vậy? Dạ, gia đình hết, gia đình cho nhiều. Dính cái ái gia đình nhiều quá, khó dệt trời nha con. Họ có cái nghiệp riêng của họ. Bệnh đó là do nghiệp, về nhà lại sám hối. Con chút điểm thôi, chưa điểm chút để thở, nóng quá. Bị ung thư, tháng nào đi mổ? 17 tháng 7 con tên gì? Rồi mấy vị nghe đó, rồi mấy vị sẽ giúp. Ok. Dạ đây thầy, sư phụ. Viết chữ khổ nữa phải không? Không biết, sư phụ viết cái gì cũng được hết. Viết cái mặt này. Dạ. Khi mà nhịn này á là tổ sẽ độ. Dạ. À, cái này là cái bí kíp của tổ truyền xuống. Dạ. 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 Hoài vậy? Dạ chưa mới sinh mà. Cái lộ cái này cái bóp cái gì cũng banh hết mà cái chữ nó không có nó còn. Mới hay chứ. Chữ này còn hoài à, bởi vì giờ đâu có bỏ được thì xin chuyển máy. Rồi. Nãy giờ bỏ lỡ qua đây không biết hả? 2 tiếng 16 phút. Ok, rồi mình ăn xuống xong rồi 15 phút mình giọt nha, nóng quá, chịu không nổi. Dạ, mấy ông dịch xếp con ngày xưa đó là phải muốn đi thăm lăng của ông Hồ Chí Minh đó, là con là chúng tôi phải dẫn đi á. Bây giờ con phải xin phụ nó lại ai dù ho không chữa hè chữa nghe được. Dạ thưa sư phụ, ngày xưa đó là con để gần lên con làm việc cho mấy cái hãng dịch ở Việt Nam á, thì mấy cái ông dịch mà mỗi lần qua Việt Nam á đều muốn đi lên đòi đi lên thăm lăng của ông Hồ Chí Minh, thì con là nhân viên, con bắt buộc con phải dẫn họ đi. Bây giờ con xin hỏi sư phụ, xin dọc sư phụ chỉ dẫn cho con phải làm sao, tại vì con đã có đi vô đó rồi. Bây giờ con coi mấy ông Nhật con dẫn vô lâm thăng lâm thăm lăng Bác á, hỏi mấy ông còn sống không, con phải theo dõi coi mấy ông con không lạc hả. Con vô rồi thôi đời con là xong, khó cứu. Thì trừ khi nào mà lăng Bác á mà quả tán á thì quả mai mới giải được cái nghiệp với con chứ, thì thôi phụ giải giùm được. Bây giờ con gán sống chung với Bác đi. Khi nào lăng Bác á mà thiêu á thì tự nhiên những người mà vô á thì nó hết cái nghiệp, còn bây giờ á là dính lại, tại vô đó là giống như là kết nạp phe ta rồi. Từ khi nào mà Bác thiêu đi, giờ con phải ngồi chờ Bác sắp thiêu rồi đó. Ở trên nói đơn giản, để một cái xác thúi ở đó thì 100 triệu dân không có cơm ăn, muốn cái nào. Rồi con chờ Bác thiêu đi. Chị con hỏi gì? Con nghĩ muốn nhờ sư phụ lấy tiền con gái nó mang lại chứ. Nó này á nhiều bồn. Rồi thua mấy rồi bỏ. Ok, và con ăn cơm nha.
phụ hồi trái thường có rồi chồng. Con tới anh làm nha. Dạ đi tới hồi lúc khoảng 11 giờ hôm. À. Về đi làm cung. Thank you.
nằm quá ha. Mấy đứa nít này á nó lì lắm, nhưng mà đồ từ từ đổ được hết. Tại vì cái dược á nó nặng quá đó, nó khó chịu. Nhưng mình đúng cái wifi, đúng cái tầng trường á, tự động nghe lời là muốn làm tự nhiên công tác chứ, giống như thay măng vậy, đổ một cái mẹ nó mình chẳng như nào mà nó là đúng rồi. Dạ, sư phụ, ngày mai ngày lễ cha con có hồi gặp sư phụ không? Con về riêng Long Cung bây giờ. Con có sư phụ đâu có nhận bóng chi con, sư phụ đâu có tay đâu cầm. Con biết là mua gì cho sư phụ. Muốn thì lấy cái máy của con ra, sư phụ chụp hình với con bó bông cho sư phụ cầm cho, rồi trả lại cho con. Rồi nè lấy cái máy chụp hình của con chụp đi, rồi sư phụ trả lại. Đàn ông mà cầm bấm. Rồi Tú chụp cho chị đi Tú. Rồi mà con có đẹp tới Thiên Long Cung. Rồi con biết đem vô không có vô. Rồi mấy đứa dẫn vô. Ê hữu tính. Cho cái phát vô. Rồi con cứ lái tới cái cổng kia á. Rồi liên lạc với đứa nào mình nhóm nè. Hello. Ok. Hello. Và tất cả ăn cơm xong đi ra đây chụp cái bôi hình ngay chỗ cái dấu thiên tâm á. Rồi đi ra ngoài đi, chụp cái hình dấu thiên tâm á. Chắc là để này đây được. Ok đi ra ngoài dấu thiên tâm. Và đi ra ngoài chụp. Thông chưa? Rồi, người thấy lên. Rồi, cô.
Ok, được rồi. Rồi. Rồi, giải tán.